Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Ngày thứ hai, Thạch Vận thu được 100 bình vạn tượng cao Nhìn thấy những này vạn tượng cao, Thạch Vận trong lòng một tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống Có những này vạn tượng cao, Thạch Vận trong lòng liền có lực lượng Tiếp xuống chính là tranh thủ trong vòng 3 tháng Lợi dụng cái này 100 bình vạn tượng cao, đem thất tuyệt đồng bì công tăng lên tới thạch bì cảnh cực hạn. Có vạn tượng cao, Thạch Vận cũng liền có động lực, đương nhiên, võ quán vẫn là phải đi. Bất quá, lần này Thạch Vận chuẩn bị đi võ quán xin nghỉ. Dù sao, một mực la cà ở võ quán, Thạch Vận cũng không tiện sử dụng vạn tượng cao. Nếu như trong nhà, Thạch Vận có thể tùy thời sử dụng vạn tượng cao, hiệu suất kia tự nhiên cao hơn. Huống chi, hiện tại đối với Thạch Vận tới nói, Kim chỉ môn võ công, trên cơ bản đã học không sai biệt lắm. Chỉ ít Thạch Bì cảnh là như vậy, dù là đến thiết bì cảnh, cũng giống như nhau mài ra phương pháp không cần đến mỗi ngày đều la cà ở võ quán, khi Thạch Vận đi vào kim chỉ môn võ quán sau, lại phát hiện giống như mỗi người ánh mắt nhìn hắn đều có chút quái dị, Cửu Sư huynh, Thạch Vận cũng đang đánh lấy chào hỏi. Triệu Khuê nhìn thoáng qua Thạch Vận, trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra một tia quái dị, sau đó, Triệu Khuê vỗ vỗ Thạch Vận bả vai, võ giả chúng ta nên toàn thân tâm đều vùi đầu vào võ đạo bên trong, về phần chuyện nam nữ, không cần để ở trong lòng. Ừm, Cửu Sư huynh có ý tứ gì? Thạch Vận mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi căn bản cũng không biết Triệu Khuê nói chính là cái gì. Triệu Khuê khẽ lắc đầu, cũng không có tiếp tục giải thích. Thạch Vận đi tới luyện võ tràng, Hà Lãnh Nguyệt cũng đang làm lấy mài ra chuẩn bị. Hôm nay Hà Lãnh Nguyệt cũng có chút kỳ quái, ánh mắt thế mà rơi ở trên người Thạch Vận. Bình thường Hà Lãnh Nguyệt thế nhưng là lạnh như băng, mà lại, lần này Hà Lãnh Nguyệt thế mà chủ động mở miệng, "Thạch Vận, ngươi bây giờ mới chỉ là thạch bì cảnh võ giả, hơn nữa còn thân có tàn tật, cao môn đại hộ, ngươi căn bản không có trông cậy vào, luyện thật giỏi võ đi, nếu như ngươi có thể đạt tới đồng bì cảnh những cái kia cao môn đại hộ liền phải xin ngươi đến lúc đó dạng gì tiểu thư khuê các không có tiền tài nữ nhân địa vị dễ như trở bàn tay hà lãnh nguyệt mà nói để thạch phận càng là mơ hồ mà lại hà lãnh nguyệt cùng hắn nói những này làm gì ngươi thạch phận mặt mũi tràn đầy mờ mịt đang lúc hắn hỏi thăm lúc hạ hà vỗ vỗ thạch phận bả vai vừa cười vừa nói sư đệ ngươi cũng không cần che giấu chúng ta đều biết không phải liền là ra mắt không thành a à cái kia lưu gia cũng chỉ là cái tiểu gia bích ngọc thôi, cao gia ngược lại là quan lại nhân gia, nhưng bây giờ thời đại dạng này, một cái chủ bộ lại coi là cái gì? ngươi xem một chút đại sư huynh, đừng nói cao gia, liền xem như phủ tôn cũng phải kiệt lực lôi kéo. thạch vận mới chợt hiểu ra, hóa ra triệu khuê, hà lãnh nguyệt thậm chí là hạ hà, hà đều đã biết hắn ra mắt thất bại chuyện, đều đang an ủi hắn. cái này thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngay cả kim chỉ môn võ quán người đều biết. lần này hắn xem như thật mất mặt. Đương nhiên, Thạch Phận đối với mất mặt cũng không thèm để ý, bởi vậy cũng không có nói chuyện, mà là hướng phía Hạ Hà hỏi, "Hạ sư huynh, lưu ra sự tình, ta đích xác không có để ý, đúng rồi, sư phụ đâu? Sư phụ ở bên trong đâu? Hôm nay có người của nha môn đến, tựa hồ cùng sư phụ đang thương lượng cái gì?" Thạch Phận cũng đem ánh mắt nhìn phía trong phòng. Quả nhiên, có mấy cái người của nha môn tựa hồ cùng Kim Phúc tại thương nghị. Qua nửa canh giờ, người của nha môn rời đi, Kim Phúc từ từ đi ra, hắn sắc mặt lạnh lùng lạnh lùng nói ra mấy ngày gần đây nhất các ngươi đều không cần đến võ quán hảo hảo ở lại nhà nhớ kỹ không có chuyện gì không nên rời đi trong nhà gần nhất có ma môn bóng dáng tại liễu thành ma môn một khi hiện thế tất nhiên sẽ có đại sự cho nên phủ tôn để lão đầu tử đi nha môn một chuyến biết rõ ràng ma môn ý đồ kim chỉ môn tất cả thiết bị cảnh đệ tử theo vi sư cùng đi nha môn vâng sư phụ thạch phận trong lòng hơi động lại là ma môn hắn đêm qua mới từ bạch đan trong miệng biết được ma môn thậm chí bạch đan còn để hắn đề phòng ma môn hiện tại kim chỉ môn thế mà cũng đã nhận được tin tức thậm chí không chỉ kim chỉ môn hẳn là quan phủ đạt được tin tức quan phủ đối với ma môn coi là đại địch một khi ma môn tại liễu thành hiện thân quan phủ tự nhiên sẽ rất là kinh hoàng cho nên chỉ sợ không chỉ kim chỉ môn còn có mặt khác một chút thế lực hoặc là võ giả đều sẽ bị mời được nha môn ở trong tọa trấn thạch vận lúc đầu muốn xin nghỉ nhưng hiện tại xem ra cũng không cần đến xin nghỉ kim chỉ môn võ quán trực tiếp đều không cần tới. Mà lại, đây khả năng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Cửu sư huynh, cẩn thận một chút, thạch vận nhắc nhở lấy triệu khuê. Tại kim chỉ môn, trừ hạ hà, hà, hà lãnh nguyệt mà bên ngoài, thạch vận quen thuộc nhất chính là triệu khuê. Mà lại, triệu khuê mặt lạnh tim nóng, đã giúp thạch vận rất nhiều lần. Triệu khuê cũng là thiết bì cảnh, lần này cũng muốn đi theo kim phúc cùng đi quan phủ. Một khi ma môn thật có đại động tác, đó nhất định là hướng về phía quan phủ mà đi. Đến lúc đó Triệu Khuê, Kim Phúc bọn người thậm chí liền sẽ có nguy hiểm. Triệu Khuê vừa cười vừa nói, yên tâm đi, có sư phụ, đại sư huynh tại, không có việc gì. Xem ra Triệu Khuê đối với đại sư huynh, sư phụ vô cùng tin tưởng, Thạch Vận cũng không có lại nói cái gì. Sau đó, Kim Phúc lại tiếp tục đề điểm vài câu, sau đó cũng làm người ta rời đi. Thạch Vận nhìn xem trống rỗng kim chỉ môn võ quán, hắn cũng quay người rời đi, Thạch Vận lại dặn dò đại tỷ, nhị tỷ một phen, sau đó liền trực tiếp đem đến hắn cùng Bạch Đan giao dịch sân nhỏ hắn chuẩn bị tại trong gian viện tử này hảo hảo nán lại một đoạn thời gian tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đem vạn tượng cao tác dụng tối đại hóa thạch vận đây là đang bế quan hắn thậm chí còn căn dặn ngưu đại lực trừ đặc biệt chuyện trọng đại đều không cần đã quấy rầy hắn liễu thành nha môn nhìn xem có chút vắng vẻ nhưng trên thực tế bốn phía đều chôn giấu cung tiễn thủ dương nguyên thậm chí để mông đan đem chú quân đều điều động liền tại phụ cận nhà dân bên trong ẩn giấu đi đối với ma môn dương nguyên là vô cùng e rè mấy trăm năm qua ma môn liền e sợ thiên hạ bất loạn cái gì ám sát mệnh quan triều đình đó là chuyện thường ngày không phải do dương nguyên không cẩn thận cẩn thận mà lại lần này dương nguyên cũng ẩn ẩn đạt được một chút tin tức lần này ma môn mục tiêu chỉ sợ sẽ là hắn chư vị liễu thành võ đạo đại gia lần này ma môn tâm hơi xuất hiện tại liễu thành mục tiêu chỉ sợ là bản quan coi như không phải bản quan ma môn cũng nhất định sẽ sinh loạn cho nên lần này bản quan cùng liễu thành an nguy liền xin nhờ mọi người dương nguyên lúc này ngược lại là phi thường khiêm tốn hắn biết rõ muốn ứng đối ma môn dạng này chém đầu hành động đại quân là không có gì tác dụng quá lớn hay là phải dựa vào cường đại võ giả dương đại nhân yên tâm có chúng ta ở đây nhất định có thể bảo đảm đại nhân chu toàn ma môn lâu không hiện thế thế mà tại ta liễu thành xuất hiện ta ngược lại muốn xem xem ma môn đến tột cùng có thủ đoạn gì chỉ cần không phải võ sư cường giả ai có thể dưới mí mắt chúng ta giết người liễu thành những võ giả này từng cái ngược lại là rất tự tin dù sao nơi này đồng bì cảnh võ giả đều có thật nhiều hơn nữa còn có nội gia quyền có thể so với đồng bì cảnh nhất lưu võ giả đều không ít tại đội hình như vậy dưới liền xem như ma môn cũng không có khả năng giết người trừ phi là võ sư nhưng võ sư đây chính là nhân vật thành danh mỗi một vị võ sư mục tiêu đều rất lớn không có khả năng vô thanh vô tức đi vào liễu thành nhưng liễu thành cũng không có bất luận cái gì võ sư tin tức cho nên, Ma Môn coi như động thủ, xác suất lớn cũng chỉ là võ sư phía dưới võ giả. Kim Phúc nhìn trước mắt đông đảo võ giả, nhưng lại bất vi sở động, chỉ là thấp giọng nói ra, "La Kim, nếu thật có người của Ma Môn xuất thủ, nhớ kỹ, bảo trụ chính mình trọng yếu nhất. Về phần Dương Nguyên, hắn có chết hay không cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi có thể minh bạch." La Kim nhìn thật sâu Kim Phúc một chút, gật đầu nói, "Đệ tử minh bạch, Kim Phúc ý tứ, bọn họ chạy tới chỉ là làm bộ dáng, hoặc là nói cho Dương Nguyên căng căng thành thế. Thật có ma môn hiện thân, bọn hắn mới sẽ không đi liều mạng. Dù sao, bọn hắn cùng nha môn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Trong nha môn, tiếp tục lấy hoan ca tiếu ngữ. Dương Nguyên vì lung lạc lấy những này quân nhân. Ở trong nha môn dọn lên rượu, còn có mỹ cơ ca múa. Nhìn tựa hồ không có một vẻ khẩn trương bầu không khí, thời gian từng giờ trôi qua. Loáng thoáng, phảng phất có một tia gió lạnh thổi tiến vào yến thính. La Kim tầm mắt buông xuống, phảng phất như một bộ mộc điêu đồng dạng, không nhúc nhích thẳng đến dáng người uyển chuyển vũ cơ trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh thủy thủ hưu vũ cơ thân hình quỷ mị trong chớp mắt đã đến dương nguyên trước người đồng thời dao găm trong tay lóe ra hàn mang trực chỉ dương nguyên hưu một cây hắc vũ tiễn trong nháy mắt phá không mà đến ghim chúng vũ cơ bả vai lực đạo khổng lồ thậm chí để vũ cơ bay ngược mà quay về trùng điệp ngã dầm trên mặt đất dương nguyên không nhúc nhích lộ ra phi thường chấn động sau lưng dương nguyên mông đan cầm trong tay một tấm cung cứng lạnh lùng nhìn xem những vũ cơ kia vừa rồi mũi tên kia chính là mông đan thi triển ra hắn vẫn luôn đang quan sát tình huống chung quanh nhất là dương nguyên tình huống xung quanh dù là vũ cơ tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng hắn cung tiễn rầm rầm đám người lập tức đứng dậy khiếp sợ nhìn qua phía dưới đám kia vũ cơ lại có thể có người ám sát bất quá kim phúc lại bất động thanh sắc lui về sau một chút đám kia vũ cơ lại lập tức quỳ xuống khẩn cầu tha thứ đại nhân chúng ta cùng người này không biết a à, đúng vậy a à, đại nhân chúng ta căn bản cũng không nhận biết người này làm sao biết nàng là thích khách đại nhân chúng ta oan ủng a à, những này vũ cơ đều sợ choáng váng ám sát dương nguyên dạng này mệnh quan triều đình đây chính là trọng tội dương nguyên một câu liền có thể tùy tiện muốn các nàng mệnh thế nhưng là dương nguyên nhưng không có để cho thủ hạ đối với mấy cái này vũ cơ động thủ mà là ánh mắt lấp lánh nhìn qua ngoài cửa cao giọng nói ra nghe đồn ma môn làm việc không kiêng nể gì cả dùng bất cứ thủ đoạn nào bất quá ám sát bản quan cũng cần các ngươi ma môn như thế đại phí khổ tâm sao bản quan ngay ở chỗ này ai có thể giết bản quan dương nguyên lúc này rất tự tin phía sau hắn có mông đan các loại giáp sĩ cũng có liễu thành rất nhiều hiểu rõ võ giả ma môn trừ cường công không còn cách nào khác nhìn vừa rồi ma môn thủ đoạn cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngụy trang thành vũ cơ ám sát thôi dương nguyên còn gì phải sợ dương nguyên thanh âm trùng trùng điệp điệp quanh quẩn tại toàn bộ yến thính bên trong yến thính bên trong tất cả mọi người liếc mắt nhìn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau ma môn cho dù thực lực mạnh hơn thủ đoạn lại bí ẩn thế nhưng là đối mặt hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có thể cường công chỉ là ma môn đến cùng ở đâu tên kia vũ cơ bất quá một cái tử sĩ thôi ma môn tùy thời đều có thể vứt bỏ thấy cảnh này kim phúc con ngươi có chút co rụt lại hắn tự mình nói ra các ngươi đều cẩn thận một chút dương nguyên mặc dù có đầy đủ chuẩn bị nhưng ma môn quỷ bí nhất ai cũng không biết thủ đoạn của bọn hắn các ngươi lẫn nhau ở giữa đều không cần rời đi quá xa kim phúc đột nhiên cảm giác được có chút không đúng bên cạnh hắn làm sao trống rỗng hắn quay đầu nhìn lại bên cạnh thế mà rỗng tại bên cạnh hắn người hẳn là la kim thế nhưng là la kim đâu la kim không thấy thậm chí la kim rời đi thế mà không có người đã nhận ra vừa rồi lực chú ý của mọi người đều bị tên kia đột nhiên bộc phát vũ cơ hấp dẫn căn bản cũng không có ai sẽ chú ý tới la kim kim phúc ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi la kim thân ảnh bỗng nhiên hắn thấy được, hắn nhìn thấy La Kim thân ảnh. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy La Kim lúc, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra một tia khó có thể tin vẻ kinh hãi. Phốc phốc, Dương Nguyên nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Thậm chí, trên mặt của hắn còn mang theo tự tin. Hắn tin tưởng, hôm nay ma môn không giết được hắn, mà lại, cũng không ai có thể giết hắn. Chuẩn bị như thế đầy đủ, ma môn coi như mạnh hơn, thủ đoạn lại quỷ dị thì như thế nào. Thế nhưng là, hắn cúi đầu, nhìn xem nơi trái tim trung tâm cái tay kia chính là cái tay kia dễ như chở bàn tay liền đâm tiến vào lồng ngực của hắn trực tiếp bắt lấy trái tim của hắn đúng hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được trái tim bị trực tiếp bắt lấy thân thể của hắn liền phẳng phất đậu hũ giống như yếu ớt bị cái tay kia dễ như chở bàn tay liền đâm đi vào ngươi làm sao dám dương nguyên trái tim còn tại nhảy lên chỉ là hắn đã cảm giác được khí lực cả người đang dần dần biến mất hắn miễn cưỡng quay đầu thấy được ra tay với hắn thân ảnh la kim kim chỉ môn đại sư huynh la kim trước đó dương nguyên làm sao cũng sẽ không hoài nghi la kim thế mà lại ra tay với hắn thậm chí còn giết hắn dù sao la kim thân thế trong sạch hiểu rõ làm sao dám giết hắn la kim xuất thủ quá nhanh quá đột nhiên thậm chí liền sau lưng dương nguyên mông đan cũng không có biện pháp ngăn cản ánh mắt hắn trợn to trong ánh mắt phảng phất phun ra lửa giận la kim ngươi làm sao dám mông đan đưa tay chính là một tiễn thế nhưng là hắn còn không có bắn ra một tiễn La Kim trực tiếp chính là một cước quét ra. Bành, một cước này, trực tiếp đá vào mông đan cung cứng bên trên. Răng rắc, cung cứng bị La Kim một cước này trực tiếp đá gãy. Liên đới mông đan cũng bị La Kim bị đá bay ra ngoài, La Kim dùng sức một chảo. Một viên đỏ tươi trái tim liền bị La Kim ngạnh sinh sinh từ trên thân Dương Nguyên bắt đi ra. Dương Nguyên toàn thân run rẩy chỉ vào La Kim, muốn nói cái gì. Thế nhưng là, hắn cực kỳ cuối cùng thanh âm gì đều không thể phát ra. Bịch, Dương Nguyên ngã trên mặt đất, hắn chết, cứ như vậy chết tại La Kim trên tay, lập tức, đám người một mảnh xôn xao, "La Kim, ngươi làm gì?" "Dương đại nhân, La Kim, các ngươi kim chỉ muôn cùng ma muôn cấu kết, nhanh, chu sát La Kim." Lập tức, đông đảo võ giả đều hướng phía La Kim nhào tới, "Bành bành bành, bỗng nhiên, trong đám người thế mà hỗn loạn đứng lên, rất nhiều người giống như La Kim, thế mà đào ngũ một kích, toàn bộ yến thính đều trở nên hỗn loạn, "Siêu, lúc này, từ yến thính bên ngoài xông vào mấy tên người áo đen." bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt phát ra bén nhọn tiếng cười không sai la kim ngươi làm rất không tệ thế mà thật giết dương nguyên từ giờ trở đi ngươi chính là ta ma môn một thành viên giờ khác này không có người lại hoài nghi la kim thế mà cấu kết ma môn kim phúc cùng kim chỉ môn đông đảo đệ tử giờ phút này đều vô cùng kinh hãi nhất là kim phúc trên mặt trấn kinh nghi hoặc phẫn nộ các loại thần sắc không ngừng biến ảo la kim vì cái gì nói cho ta biết đây là vì cái gì Kim Phúc thanh âm đều đang run rẩy, thậm chí bởi vì phẫn nộ, Kim Phúc sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng. La Kim nhìn xem Kim Phúc, lạnh lùng trên nét mặt cũng rốt cục có một tia động dung. Hắn giọng bình tĩnh nói, "Sư phụ, ma môn cho thứ ta muốn, loại vật này, Kim Chỉ môn không cho được ta, sư phụ không cho được ta, Liễu Thành cũng cho không được ta. Sư phụ, ta cảm kích những năm này ngài dạy bảo, không có ngài liền không có ta hôm nay. Thế nhưng là, vì truy cầu võ đạo, ta có thể từ bỏ hiện tại ta có hết thảy." ai cũng không thể ngăn con đường của ta kim phúc con mắt đột nhiên ngưng tụ hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ minh bạch la kim vẫn muốn theo đuổi đồ vật đơn giản chính là nội gia quyền đúng chính là nội gia quyền chỉ có nội gia quyền mới có thể để võ đạo tiến thêm một bước có thể đản sinh ra kình thành tựu võ sư ngoại công gần như không có khả năng luyện được kình dù là thiên phú mạnh như la kim cũng chỉ có thể dừng bước tại đồng bì cảnh mà không cách nào tiến thêm một bước kim phúc hít một hơi thật sâu hắn thấy được trên mặt đất dương nguyên thi thể la kim giết dương nguyên cái này thế tất sẽ liên lụy đến kim chỉ môn quan phủ sau đó truy cứu một cái sơ sẩy kim chỉ môn sẽ bị triệt để diệt đi dù sao la kim có thể đi thẳng một mạch thế nhưng là kim chỉ môn đâu kim chỉ môn có nhiều người như vậy đi không được kim phúc trong lòng lập tức có quyết định hắn biết hôm nay hắn không thể để cho la kim rời đi nếu không kim chỉ môn liền xong rồi thế là kim phúc từng bước một đi tới la kim trước mặt La Kim trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Sư phụ, ngươi cũng muốn ngăn ta? Ta hôm nay không ngăn ngươi, ngày mai Kim Chỉ Môn liền không có. La Kim, ngươi có thể đi truy cầu võ đạo tri đỉnh. Thế nhưng là ngươi không nên cấu kết ma môn. Kim Phúc vươn hai tay, hai tay của hắn liền phẳng phất như là đồng thao đồng dạng. Điều này đại biểu lấy Kim Phúc hai tay đã đạt đến đồng bì cảnh. Sư phụ, ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần ngăn ta. Hôm nay không cản được ngươi, Kim Chỉ Môn tất cả mọi người sẽ chết. Kim Phúc đồng dạng hạ quyết tâm, mặc kệ La Kim muốn truy tìm cái gì. Cũng mặc kệ hắn đối với La Kim đưa cho cao cỡ nào kỳ vọng cao, bỏ ra bao lớn tâm huyết. Thế nhưng là, hôm nay hắn nhất định phải ngăn lại La Kim. Tuyệt đối không thể để cho La Kim đi thẳng một mạch. Nếu không, quan phủ nhất định sẽ dẹp yên Kim chỉ môn, sư phụ, ngươi vẫn luôn không rõ. Không nhìn thấy con đường phía trước đến cỡ nào tuyệt vọng La Kim động thủ, đối với mình sư phụ Kim Phúc động thủ. Võ công của hai người đều xuất từ Kim chỉ môn, cơ hồ là cùng một con đường mà lại đều hết sức quen thuộc. bởi vậy, hai người không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cứ như vậy cứng đối cứng, bành bành bành. hai người một quyền lại một quyền, giống như tiếng chống đồng dạng quanh quẩn tại toàn bộ yến thính, đồng bi cảnh để làn ra đau thương bất nhập, cơ hồ khó mà bị đánh phá. bởi vậy, la kim cùng kim phúc liên tục đúng rồi mười mấy quyền, nhưng đều không làm gì được đối phương. chỉ là kim chỉ muôn am hiểu chỉ pháp cũng không phải là nắm đấm. hưu, sau một khắc hai người hai tay riêng phần mình điểm ra một chỉ kim phúc hai tay tất cả một chỉ điểm tại la kim ngực đầu la kim hai tay tất cả một chỉ điểm vào kim phúc trên hai cánh tay bành kim phúc ngón tay trước điểm ở trên thân la kim thế nhưng là lại phát ra một trận trầm đục kim phúc thế nhưng là đồng bì cảnh một chỉ này liền xem như tinh thích cũng có thể tùy tiện xuyên thủng thế nhưng là lại không cách nào xuyên thủng la kim huyết nhục thân thể người kim phúc không gì sánh được hãi nhiên la kim đầu ngực thế mà đều rèn luyện đến đồng bì cảnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, hắn biết La Kim đang luyện tập mặt khác ngoại công. Thế nhưng là, mài ra khó khăn bực nào, ai có thể nghĩ tới, La Kim có thể đem toàn thân đều rèn luyện đến đồng bì cảnh. Cùng lúc đó, La Kim ngón tay cũng điểm vào Kim Phúc trên cánh tay. Răng rắc, Kim Phúc cánh tay, trong nháy mắt phá toái. A Kim Phúc kêu thảm một tiếng, cánh tay của hắn đã máu me đầm đìa. Vẹn vẹn một chỉ, La Kim liền phế đi Kim Phúc hai tay. Sư phụ, La Kim, ngươi thế mà bị thương sư phụ nên giết la kim nhận lấy cái chết triệu khuê một đám kim chỉ môn đệ tử nhìn thấy kim phúc thụ thương từng cái đều vô cùng phẫn nộ nhất là triệu khuê khoảng cách kim phúc gần nhất bởi vậy hắn gần như không giả suy tư trực tiếp giải khải phía sau đại đao hưu triệu khuê một đao hướng phía la kim vào đầu chặt xuống la kim cũng không quay đầu lại đưa tay trái ra hướng phía đại đao một chảo bành triệu khuê đại đao bị la kim gắt gao bắt lấy Căn bản là không cách nào phá mở La Kim làn da, răng rắc, La Kim tiện tay bóp, trong nháy mắt liền đem đại đao bóp thành mảnh vỡ. Triệu Khuê cơ hồ lập tức liền từ bỏ đại đao, trực tiếp một chỉ điểm ra. Lần này, hắn điểm chính là La Kim phần cổ. Hắn không tin La Kim ngay cả phần cổ đều đạt đến đồng bì cảnh. Phốc phốc, có thể sau một khắc, Triệu Khuê toàn thân run lên. Hắn ngừng lại, Triệu Khuê cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình. La Kim tay liền phảng phất bắt đậu hũ đồng dạng, trong nháy mắt liền tiến vào Triệu Khuê ngực lão cửu ngươi luyện vài chục năm võ công hay là yếu như vậy nghỉ ngơi thật tốt đi nhớ kỹ kiếp sau đừng luyện võ la kim ôm đồm ra triệu khuê trái tim bịch triệu khuê mở to hai mắt nhìn thi thể ngã xuống đất triệu khuê chết rồi chết tại la kim trên tay lão cửu cửu sư huynh la kim ta và ngươi liều mạng nhìn thấy triệu khuê thi thể kim phúc cùng kim chỉ môn đệ tử từng cái đều vô cùng phẫn nộ lui ra lúc này kim phúc mở miệng hai tay của hắn máu me đầm đìa nhưng không có chết đây cũng là la kim hạ thủ lưu tình kết quả để hắn rời đi kim phúc nghiêm nghị quát lớn hắn biết lại để cho các đệ tử tiến lên đó chính là muốn chết la kim quả thực là cái quái vật liền ngay cả hắn kẻ làm sư phụ này cũng không biết la kim thế mà bất chi bất giác đem võ công luyện đến tình trạng này đơn giản không thể tưởng tượng nổi toàn thân đều là đồng bì cảnh võ sư không ra ai có thể là la kim đối thủ sư phụ bảo trọng la kim để lại một câu nói sau đó thân ảnh nhanh chóng xông ra nha môn cùng ma môn mấy người áo đen kia nhanh chóng biến mất tại trong bóng đêm kim phúc nhìn thoáng qua trước mắt nha môn cục diện hỗn loạn hắn cắn răng một cái trầm giọng nói đi về kim chỉ môn lúc này không có khả năng lưu tại nơi này thế là kim chỉ môn đông đảo đệ tử hộ tống kim phúc nhanh chóng rời đi nha môn thạch vận vẫn luôn tại yên lặng trong viện mài ra thậm chí thạch vận lại thông qua màu xanh lá gia tốc quang hoàn đem thất tuyệt đồng bì công kỹ xảo gia tốc đến trình độ đang phong tạo cực chỉ tiếc kỹ xảo tại mài da bên trong chỉ là không có ý nghĩa một vòng mài da vẫn là dựa vào thiên phú cùng bí dược từ khi thạch vận thu được 100 bình vạn tượng cao về sau lấy trước kia chủng đột nhiên tăng mạnh cảm giác lại trở về hắn tựa hồ mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được thất tuyệt đồng bì công tăng lên nhất là toàn thân làn da tại vạn tượng cao tác dụng dưới từng điểm từng điểm tăng cường loại cảm giác này quá mỹ diệu đến mức thạch vận đối với ngoại giới sự tình một chút cũng không có phát giác thẳng đến như đại lực tới cửa bành 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 tiểu viện cửa lớn đóng chặt dồn dập vang lên bá thạch vận mở mắt hắn lông mày khẽ nhíu một cái tiểu viện này rất bí mật bình thường sẽ không có người tới nếu là có người a nhất định là tự cường hội người chỉ có đang phát sinh đặc biệt chuyện trọng đại tự cường hội mới có thể phái người tới lúc này thạch vận cũng không tốt tiếp tục mài ra thế là thạch vận đi vào tiểu viện trước đại môn mở ra cửa lớn Ngưu Đại Lực, sao ngươi lại tới đây? Phát sinh đại sự gì? Thạch Vận nhìn thấy Ngưu Đại Lực, ẩn ẩn có chút ngoài ý muốn. Ngưu Đại Lực chủ trì tự cường hội công việc, bình thường đều bề bộn nhiều việc. Mặc dù có việc đại sự gì, đều là phái người tới. Hiện tại thế mà đích thân đến, chỉ sợ xảy ra chuyện gì kinh thiên đại sự. Ngưu Đại Lực thần sắc ngưng trọng nói ra, hội trưởng hoàn toàn chính xác phát sinh đại sự. Ma môn đánh lén quan phủ, Dương Nguyên bị giết, toàn bộ liễu thành hỗn loạn tương bừng. Mà lại, mấu chốt nhất là giết chết dương nguyên chính là kim chỉ môn đại sư huynh là Kim. cái gì đại sư huynh giết dương nguyên cho dù là thạch vận giờ phút này cũng là chấn động trong lòng hắn biết rõ chuyện này quá lớn dù là hiện tại triều đình suy yếu thậm chí thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía thế nhưng là triều đình vẫn như cũ có uy nghiêm giết quan đồng đẳng với tạo phản là trọng tội la kim một khi giết dương nguyên vậy nhất định sẽ liên lụy đến toàn bộ kim chỉ môn sư phụ bọn hắn thế nào thạch vận lại hỏi quán chủ đã mang người quay trở về võ quán tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng thạch vận hít một hơi thật sâu theo nhịn hạ sao động nỗi lòng việc đã đến nước này bây giờ muốn chính là như thế nào bổ cứu kim chỉ môn không thể đổ kim chỉ muôn đổ thạch vận cũng đồng dạng lại nhận liên lụy dù sao hắn như là kim chỉ môn chân chính đệ tử ta đi một chuyến võ quán gần nhất tự cường hội an phận một chút không nên cùng thế lực khác có bất kỳ xung đột thậm chí có thể nhẫn thì nên nhẫn chờ tình thế sáng suốt lại nói vâng hội trưởng. Thế là, Thạch Vận đi thẳng sân nhỏ, hướng phía Kim Chỉ Môn Võ Quán đi đến. Khi Thạch Vận đi tới Kim Chỉ Môn Võ Quán, phát hiện Võ Quán Đại Môn đóng chặt. Nay Thiên Võ Quán không mở cửa, bất quá, Thạch Vận gõ cửa một cái, nhìn thấy bên trong thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là Hạ Hà, Thạch Vận, ngươi đã đến, tranh thủ thời gian tiến đến. Hạ Hà lập tức mở ra cửa lớn, đem Thạch Vận dẫn tới trong viện. Thạch Vận liếc mắt liền thấy được sư phụ Kim Phúc. Bất quá, giờ phút này Kim Phúc tình huống có thể tính không lên tốt, hai cánh tay đều băng bó đứng lên thậm chí còn lên cố định tấm thạch cao sư phụ ngươi thế nào thạch vận nhị không được hỏi kim phúc nhìn thoáng qua thạch vận thở dài một tiếng nói xem ra ngươi cũng biết một chút tình huống la kim cấu kết ma môn giết dương nguyên quan phủ sẽ không từ bỏ thôi chỉ sợ kim chỉ môn rất nhanh liền đại họa lâm đầu cho nên các ngươi nếu như muốn đi vậy thì nhanh lên đi thôi trễ có lẽ liền đi không được kim phúc mặt xám như cho phất phất tay xem ra hắn đã dự liệu được kim chỉ môn hạ tràng hoặc là nói kim phúc tâm đã chết tại la kim ra tay với hắn phản bội hắn một khắc này liền đã chết rồi vì cái gì sư phụ đại sư huynh tại sao phải cấu kết ma môn phản bội kim chỉ môn hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy đối với kim chỉ môn là hậu quả gì sao thạch vận tiếp tục hỏi hắn không nghĩ ra đại sư huynh la kim tại liễu thành có huy hoàng tương lai về sau thậm chí liền có thể tiếp quản kim chỉ môn kim phúc đối với la kim coi trọng chỉ sợ thân nhi tử đều không có đến so. La Là Kim làm sao lại đột nhiên phản bội Kim chỉ môn rồi, thạch vận trăm mối vẫn không có cách giải. Kim Phúc trong ánh mắt hiện ra một tia lãnh ý, vì thành tựu võ sư, vì võ đạo có thể tiến thêm một bước, hừ, ma môn lời nói cũng có thể tin. Hắn cảm thấy ngoại công đã không có cách nào tiến hơn một bước, không có cách nào luyện được kình, cho nên đầu phục ma môn, muốn ma môn trợ giúp hắn chuyển tu nội gia quyền. Vi sư đối với hắn ký thác lớn như vậy kỳ vọng cao. Ngoại công luyện đến đồng bì cảnh, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể luyện được kình từ đó thành tựu võ sư đến lúc đó lại đi luyện nội gia quyền chẳng phải là làm ít công to đáng tiếc hắn chờ không được nữa hoặc là nói hắn cảm giác mình đã tiến không thể tiến tin vào ma môn chuyện ma quỷ kim phúc hận hận nói ra hắn trên người la kim bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy thậm chí hắn đem la kim cho rằng thân nhi tử so thân nhi tử còn thân hơn chuẩn bị đem kim chỉ môn võ quán đều giao cho la kim nhưng kết quả đây la kim lại phản bội kim chỉ môn thậm chí còn bị thương kim phúc thạch vận trầm mặc la kim phản bội lại là vì võ đạo tiến thêm một bước ma môn có thể khiến người ta bình thường luyện tập nội gia quyền có lẽ có có lẽ không có bất quá mặc kệ như thế nào đó là la kim làm ra lựa chọn thạch vận ở trong đám người nhìn lướt qua đại bộ phận đệ tử đều ở nơi này thế nhưng là lại thiếu mất một người sư phụ cửu sư huynh đâu thạch vận hỏi cửu sư huynh triệu khuê đây chính là thạch vận tại kim chỉ muôn quen biết võ giả nghe được thạch vận hỏi thăm triệu khuê trong lúc nhất thời kim phúc trên mặt biểu lộ trở nên trầm mặc đệ tử khác cũng đều cúi đầu thạch vận trong lòng có một tia dự cảm bất tường sư phụ cửu sư huynh đến cùng thế nào thạch vận thanh âm đều mang theo một tia vội vàng lão cửu bị la kim giết kim phúc thanh âm quanh quẩn tại thạch vận bên tai trong lúc nhất thời thạch vận ngu ngơ tại chỗ thật lâu đều không có nói chuyện hạ hà, hà hà lãnh nguyệt cũng đều trầm mặc hiển nhiên Bọn hắn đã biết Triệu Khuê chết. Thạch Vận nhắm mắt lại, ngày xưa đủ loại nổi lên trong lòng. Triệu Khuê luôn luôn trầm mặc ít nói, kỳ thật không tốt liên hệ. Thế nhưng là, Thạch Vận không có quên, ban đầu là Triệu Khuê giúp hắn cứu trở về nhị tỷ, lại là Triệu Khuê bình thường chỉ điểm hắn mài ra, thậm chí lần trước tổ đội cũng là Triệu Khuê cùng hắn phối hợp, lúc này mới có thể giết chết nhiều như vậy khánh nguyên đạo yêu nhân, từ đó để Thạch Vận thu hoạch được nhiều như vậy vạn tượng cao. Tại Kim Chỉ môn võ quán, Thạch Vận tín nhiệm nhất chính là Triệu Khuê thế nhưng là hiện tại triệu khuê chết rồi chết tại la kim trong tay bành 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 đúng lúc này võ quán đại môn bị trùng điệp gõ vang đi nhìn xem chuyện gì xảy ra hạ hà lập tức ra ngoài rất nhanh hạ hà lại trở về trên mặt hắn lộ ra một tia lo lắng vội vàng lớn tiếng nói sư phụ bên ngoài có đại lượng sĩ tốt tựa hồ là mông đan cầm đầu mông đan kim phúc cười hắn đã sớm biết sẽ là một kết quả như vậy quan phủ làm sao lại buông tha kim chỉ môn sư phụ chúng ta mau trốn đi đúng vậy a à, sư phụ chúng ta bảo vệ sư phụ phá vây nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp rất nhiều người đều chuẩn bị mang theo sư phụ rời đi bất quá kim phúc khẽ lắc đầu nói đã chậm vừa rồi để cho các ngươi rời đi đó là cơ hội cuối cùng hiện tại đã không có cơ hội tại quân đội tầng tầng vây quanh phía dưới các ngươi cảm thấy còn có thể trốn liền xem như đồng bì cảnh võ giả tại đối mặt đại quân trọng nỗ cũng là một con đường chết đồng bì cảnh võ giả là có thiếu hụt trừ phi giống la kim như thế toàn thân đều mài ra đến đồng bì cảnh như thế mới có thể ngạnh kháng cung nỏ thậm chí đối cứng đại quân thế nhưng là bọn hắn không có như thế thiên phú huống chi trừ kim phúc toàn bộ kim chỉ môn liền không có đồng bì cảnh hiện tại mạnh nhất cũng chỉ là thiết bì cảnh làm sao có thể cùng đại quân chống lại không cần đi mở cửa đi kim phúc phất phất tay thế nhưng là không đợi đến kim chỉ môn người đi mở cửa oanh đại môn bị phá tan sau đó đại đội binh lính vọt vào từng cái đều cầm trong tay cung nỏ đem thạch vận bọn người đoàn đoàn bao vây mông đan mặt âm trầm đi đến hắn thấy được kim phúc lạnh lùng hỏi kim phúc la kim đầu kim phúc lắc đầu nói mông đan làm gì biết rõ còn cố hỏi nếu như chúng ta cùng la kim là một đám há lại sẽ tại nha môn ngăn cản la kim mông đan kỳ thật đã sớm biết la kim phản bội chỉ là la kim một người thế nhưng là chuyện này quá lớn la kim giết dương nguyên ảnh hưởng quá ác liệt la kim xuất từ kim chỉ môn cái kia vô luận như thế nào kim chỉ môn cũng chạy không thoát quan hệ kim quán chủ là kim giết dương đại nhân chuyện này quá lớn kim chỉ môn cả đám người ai cũng không thể bỏ qua hết thảy cầm xuống theo mông đan ra lệnh một tiếng lập tức đại lượng sĩ tốt xông lên trước muốn đem tất cả mọi người mang đi chậm đã mông đan tối hôm qua tiến vào người của nha môn chỉ có ta những này thiết bị cảnh đệ tử thậm chí ngay cả danh sách đều tại trên tay của ngươi cùng những người khác không quan hệ ngươi coi như muốn cho triều đình một cái công đạo cũng chỉ cần mang đi tối hôm qua trên danh sách người là được, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Ta những này thạch bì cảnh đệ tử, có thể cùng chuyện tối ngày hôm qua không quan hệ. Kim Phúc lớn tiếng nói, kỳ thật còn có một số nói hắn chưa hề nói. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt, cái kia kim chỉ muôn phản kháng cũng nhất định sẽ không nhỏ. Đến lúc đó cá chết lưới rách, Mông Đan coi như muốn cho phía trên bàn dao, chỉ sợ cũng bàn dao không được. Mông Đan do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, "Tốt, theo ý ngươi. Tối hôm qua phàm là người tiến vào nha môn" hết thảy mang đi. Thế là, sĩ tốt tiến lên, đem kim phúc cùng kim chỉ muôn tất cả thiết bị cảnh võ giả đều áp đứng lên. Bọn hắn cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Đại quân ở trước mặt, bọn hắn những võ giả này cũng không phải thật đau thương bất nhập, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thế là, thạch vận cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim phúc bọn người bị áp đi. Rất nhanh, kim chỉ muôn võ quán một lần nữa yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là, toàn bộ võ quán trống rỗng, chỉ còn lại có mười mấy người, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm những gì. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, kim chỉ môn võ quán xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả sư phụ đều bị bắt, kim chỉ môn võ quán chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Hiện tại kim chỉ môn ngay cả một cái thiết bị cảnh võ giả cũng không có, mà lại, ai biết quan phủ có thể hay không tiếp tục truy cứu. Nếu không, trước tránh một chút, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ẩm ý, hiện tại toàn bộ kim chỉ môn còn lại cũng chỉ là thạch bì cảnh võ giả. Kim Phúc cùng thiết bì cảnh các sư huynh đều bị bắt đi, Bọn hắn tự nhiên là có chút luống cuống Thậm chí muốn tránh một chút Để tránh sau đó quan phủ truy cứu Cũng đem bọn hắn cho bắt vào đi Hiện tại Kim chỉ muôn chính là một đoàn đai dối Rắn mất đầu Nếu là Kim Phúc không còn ra Kim chỉ muôn chỉ sợ cũng sụp đổ Liền xem như hiện tại Kim chỉ muôn khoảng cách sụp đổ cũng không xa Nhìn xem lòng người bàng hoàng Hạ Hà trầm giọng nói Không cần hồ ngôn loạn ngữ Kim chỉ muôn còn không có đổ Sư phụ cùng các sư huynh cũng vẫn chờ chúng ta đi cứu Hạ Hà đứng dậy Hà Lãnh Nguyệt cũng đứng dậy, lên tiếng ủng hộ Hạ Hà, Hà nói, không sai, chúng ta bây giờ phải ổn định trận cước không có khả năng loạn. Sư phụ cũng còn có thể cứu, chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. Nếu như kim chỉ muôn lúc này sụp đổ, vậy sư phụ cũng liền triệt để không có trông cậy vào. Có Hạ Hà, Hà cùng Hà Lãnh Nguyệt hai người lên tiếng, thời gian dần trôi qua, đám người cũng không có tiếp tục nghị luận. Chỉ là, hai người mặc dù ổn định trận cước, nhưng bước kế tiếp nên làm cái gì, trong lòng hai người nhưng không có kế hoạch. Trong lúc nhất thời, hạ hà cùng hà lãnh nguyệt đều đem ánh mắt nhìn phía thạch vận mặc dù thạch vận nhập môn trễ nhất thế nhưng là lần trước tổ đội lúc trong bất trì bất giác bọn hắn đã coi thạch vận là thành chủ tâm cốt thạch vận sư đệ ngươi cảm thấy bước kế tiếp phải làm gì hạ hà nhẹ giọng hỏi thạch vận nhìn mọi người một cái vuốt vuốt mạch suy nghĩ giọng bình tĩnh nói việc cấp bách chúng ta không có khả năng tự loạn trận cước kim chỉ môn là sư phụ cả đời tâm huyết cũng là chúng ta có thể cứu ra sư phụ cùng các sư huynh hy vọng duy nhất cho nên vô luận như thế nào đến bảo trụ kim chỉ môn kim chỉ môn danh nghĩa có bến tàu sòng bạc trạm giao dịch buôn bán các loại sản nghiệp những sản nghiệp này đều là kim chỉ môn căn bản càng là loại thời điểm này thì càng muốn bảo trụ không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ sau đó ta sẽ đi hỏi thăm một chút quan phủ thái độ nhìn xem quan phủ đối với sư phụ các sư huynh đến tột cùng sẽ làm như thế nào xử lý cho nên có thể giữ được hay không kim chỉ môn danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp liền phải xin nhờ chư vị sư huynh thạch vận mạch suy nghĩ rất rõ ràng Thậm chí, hắn còn có ít lời chưa hề nói, muốn cứu ra sư phụ, sư huynh, không chỉ là đến bảo trụ kim chỉ môn đơn giản như vậy, thậm chí còn đến khuếch trương kim chỉ môn, đến làm cho kim chỉ môn càng thêm cường đại. Hiện tại loại này loạn thế, có người có thế lực, phân lượng mới đủ đủ nặng. Nếu là kim chỉ môn dưới trướng có trên trăm võ giả, mấy ngàn tên thủ hạ, cho dù là quan phủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi nào còn dám bắt đi kim phúc bọn người, đám người nghị luận một phen. Cuối cùng còn lại thạch bì cảnh võ giả đều gật đầu nói tốt vậy chúng ta liền tạm thời dựa theo thạch vận sư đệ ý kiến phân biệt tọa chấn kim chỉ môn danh nghĩa sản nghiệp thạch vận nhẹ gật đầu thế là những người này liền rời đi võ quán cuối cùng trong võ quán cũng chỉ còn lại có thạch vận hà lãnh nguyệt cùng hạ hà hạ hà, hà, hà nhịn không được hỏi thạch vận hiện tại kim chỉ môn bấp bênh thật muốn bảo trụ kim chỉ môn sản nghiệp chỉ sợ sẽ rất khó chúng ta kim chỉ môn danh nghĩa sản nghiệp cùng mặt khác võ quán một dạng đều dựa vào đoạt trở về trước kia có đại sư huynh có sư phụ thế lực khác tự nhiên không dám xuống tay với kim chỉ môn thế nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này kim chỉ môn chính là tường đổ mọi người đẩy chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có thế lực đối với kim chỉ môn danh nghĩa sản nghiệp hạ thủ đến lúc đó nên làm cái gì hạ hà mới vừa rồi không có nói là sợ đà kích đám người lòng tin nhưng hắn biết kim chỉ môn rất khó khăn một cái võ quán không có cao thủ tọa chấn chỗ nào có thể giữ được danh nghĩa sản nghiệp không vội chúng ta trước ổn định trận cước chờ có người đối với kim chỉ môn danh nghĩa sản nghiệp động thủ lại nói. Thạch vận hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Vô luận như thế nào, trước ổn định trận cước, ai, đại sư huynh làm sao lại phản bội sư môn. Thậm chí, còn giết cửu sư huynh hạ hà nắm chặt nắm đấm. Cho dù đến bây giờ, hắn tựa hồ cũng không thể tin được La Kim sẽ phản bội kim chỉ môn. La Kim, thạch vận trong ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang, liễu thành phát sinh dùng mạnh. Dương Nguyên bị ám sát bỏ mình, mông đan tạm thời tiếp quản toàn bộ liễu thành mỗi ngày tựa như là như bị điên tại liễu thành khắp nơi bắt người làm cho lòng người bàng hoàng thế nhưng là cứ việc thoạt nhìn là nguy cơ nhưng trong nguy cơ cũng có kỳ ngộ một chút thế lực phát hiện bất trì bất giác liễu thành các đại thế lực đã phát sinh một chút biến hóa có lẽ là đến thế lực một lần nữa tẩy bài thời điểm liễu thành tại ban sơ mấy ngày hỗn loạn đằng sau cũng dần dần hướng tới an bình mông đan cần hướng triều đình báo cáo liễu thành sự tình mà triều đình cho dù muốn điều động mới triều đình quan viên tiếp nhận dương nguyên chức quan cũng phải chờ một đoạn thời gian. Có lẽ 10 ngày nửa tháng, có lẽ hơn một tháng. Tóm lại, này thời gian nhất định sẽ không ngắn. Kim chỉ muôn Kim Phúc bị bắt vào Đại Lao, nhưng mông đan cũng không có xử lý. Tự hồ đang chờ đợi quan viên mới tiền nhiệm để quan viên mới xử lý. Đây đối với thạch vận bọn người tới nói, ngược lại là một tin tức tốt. chí ít, thời gian không cần vội vã như vậy. Chỉ cần Kim Phúc một ngày không chết, quan phủ một ngày không cho Kim Phúc định tội, vậy thì có cứu vãn chỗ trống. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày đi qua, Thạch vận tận lực buông xuống mọi chuyện, đem chính mình nhốt ở trong viện, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều đang sử dụng lấy vạn tượng cao. Hắn biết rõ, thực lực bây giờ trọng yếu nhất, kim chỉ môn một cái thiết bị cảnh võ giả đều không có, như thế nào duy trì kim chỉ môn. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ đạt tới thạch bì cảnh cực hạn, từ đó đột phá đến thiết bị cảnh. Đương nhiên, màu đỏ phá cảnh quang hoàn còn cần hơn một tháng mới có thể khôi phục, thạch vận cũng hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, trong vòng hơn một tháng, thạch vận nhất định phải đạt tới thạch bì cảnh cực hạn. Vì thế, thạch vận thậm chí ngay cả mỗi lúc trời tối đi ngủ thời gian nghỉ ngơi đều giảm bớt. Một ngày 12 canh giờ, hắn mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ. Còn lại 9 canh giờ, thạch vận đều dùng đến mài ra. Cũng may vạn tượng cao rất sung túc, cũng không cần lo lắng thiếu. Luyện đến thạch bì cảnh cực hạn, hẳn không có vấn đề. Hiện tại thạch vận thiếu nhất chính là thời gian. Thạch vận muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một mực an tâm mài ra. Chỉ tiếc, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, thạch phận sư đệ lúc này thạch phận nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm là hạ hà, hà thạch phận mở ra cửa lớn hạ hà, hà cùng hà lãnh nguyệt thế mà cùng nhau mà tới nơi này cũng là thạch phận chủ động nói cho bọn hắn có chuyện gì liền đến nơi này tới tìm hắn đây là hạ hà, hà lần đầu tiên tới tìm thạch phận hạ hà, hà sư huynh xảy ra chuyện gì rồi thạch phận hỏi hắn biết nhất định là kim chỉ môn xảy ra đại sự gì nếu không hạ hà, hà cũng sẽ không cấp thiết như vậy tới tìm hắn hạ hà, hà sắc mặt âm trầm thấp giọng nói ra, sư đệ, những người kia rốt cục không nhẫn nại được. Kim cương võ quán mê hoặc tọa chấn tại bến tàu Khúc Nhất Minh, kết quả Khúc Nhất Minh quay đầu liền bái nhập kim cương võ quán. Mà lại, Khúc Nhất Minh còn mang đi bến tàu, đem bến tàu cũng cho kim cương võ quán. Thạch vận trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cục vẫn là xuất thủ, kim cương võ quán. Thạch vận còn nhớ rõ lúc trước hắn cái thứ nhất liền muốn tiến vào kim cương võ quán luyện võ, kết quả bị ghét bỏ là người thọt, từ đó bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại Kim Cương Võ Quán nhảy ra, cướp đi Kim Chỉ Môn Bến Tàu, nhìn như một cái bến tàu, giống như không tính là gì, nhưng đây cũng là một cái thăm dò, nếu như Kim Chỉ Môn không có mạnh hữu lực đánh trả, vậy kế tiếp liền khẳng định không chỉ Kim Cương Võ Quán, Liễu Thành các đại thế lực khẳng định liền sẽ chen chúc mà tới, hợp nhau tấn công, triệt để chia cắt Kim Chỉ Môn. Khúc Nhất Minh, thạch phận thấp giọng lầm bầm, chuyện này mấu chốt chính là Khúc Nhất Minh, hắn phản bội Kim Chỉ Môn, thậm chí còn mang đi bến tàu, làm sao có thể kim chỉ môn đệ tử kẻ phản bội có cái gì xử phạt thạch vận chậm rãi mở miệng kẻ phản bội giết hạ hà mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra tốt vậy liền đi bến tàu đi kim chỉ môn nên thanh lý môn hộ thạch vận trong ánh mắt cũng lóe lên một tia sát ý liễu thành là một tòa gần sông thành trì bởi vậy liễu thành xây dựng bến tàu bến tàu bận rộn khổ lực bọn họ không ngừng vận chuyển lấy hàng hóa nếu như không phải dựa vào dòng sông liễu thành phụ cận đại hạn lại nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy vượt qua chí ít Liễu Thành bên trong vật tư hay là không thiếu, bởi vậy, vận chuyển đường sông chính là Liễu Thành mệnh mạch. Bất quá, giờ phút này Liễu Thành một tòa bến tàu bên trong, Khúc Nhất Minh có chút đứng ngồi không yên. Hắn là Kim Chỉ Môn đệ tử, sớm liền đã đạt đến thạch bì cảnh. Lúc đầu, tọa trấn bến tàu loại sự tình này không tới phiên hắn. Thế nhưng là, Kim Chỉ Môn biến đổi lớn, đại sư huynh La Kim bị truy nã, sư phụ cùng Kim Chỉ Môn tất cả thiết bì cảnh võ giả đều bị bắt vào Liễu Thành đại lao. Khúc Nhất Minh dạng này thạch bì cảnh võ giả ngược lại có thể tọa chấn tại bến tàu chỉ là hiện tại khúc nhất minh phản bội bị kim cương võ quán mê hoặc đảo hướng kim cương võ quán kim chỉ môn võ quán còn có mặt khác một chút đệ tử nếu là bọn họ tìm tới chỉ sợ khúc nhất minh có chút hoảng hốt lúc trước hắn bị kim cương võ quán hứa hẹn chỗ tốt che đôi mắt hiện tại chủ động dâng ra bến tàu muốn hối hận cũng không kịp hiện tại hắn chính là có chút nghĩ mà sợ dù sao kim phúc cùng la kim dư uy vẫn còn ở đó không phải do hắn không sợ kim cương võ quán cũng tới người mà lại là thiết bị cảnh võ giả trong đó một tên võ giả vừa cười vừa nói khúc sư đệ thả lỏng một chút ngươi bây giờ đã là đệ tử của sư phó là ta kim cương võ quán đồng môn coi như kim chỉ môn còn có đệ tử thì tính sao ngay cả một cái thiết bị cảnh võ giả đều không có đều là một chút thạch bì cảnh võ giả làm sao có thể chống lên toàn bộ kim chỉ môn lớn như vậy sản nghiệp mà lại ngươi cho rằng kim phúc còn có thể từ trong phòng giam đi ra chờ đến mới phủ tôn tiền nhiệm Kim Phúc hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hiện tại ngươi cứ an tâm đi, coi như Kim Chỉ Muôn người biết chuyện này, bọn hắn cũng không dám tới. Đây là Kim Cương võ quán Cửu Lâm, chính là thiết bị cảnh võ giả, hắn cũng làm cho Khúc Nhất Minh dần dần an tâm. Đúng vậy a, à, liền hiện tại Kim Chỉ môn tình huống ở đâu là Kim Cương võ quán đối thủ? Bành, đúng lúc này Đại môn bị lập tức phá tan, Khúc Nhất Minh mấy tên thủ hạ bị trực tiếp ném đi tiến đến, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Bá. Khúc Nhất Minh đột nhiên đem ánh mắt nhìn phía ngoài cửa, hắn thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc, Thạch Thạch sư đệ. Khúc Nhất Minh sắc mặt đại biến, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng ấp úng đứng lên. Thạch Vận từng bước một đi tới trong đại sảnh, chậm rãi mở miệng nói, "Khúc Nhất Minh, kim chỉ muôn quy củ, ngươi hẳn là rõ ràng, phản bội sư môn người, giết không tha." Thạch Vận ánh mắt bé nhọn, để Khúc Nhất Minh trong lòng run lên. Phốc phốc, bỗng nhiên, trong đại sảnh có người cười ra tiếng. Cửu Lâm nhiều hứng thú đánh giá Thạch Vận, vừa cười vừa nói, thạch vận a tên của ngươi ta cũng là có chỗ nghe thấy lúc trước ngươi lúc đầu nghĩ đến ta kim cương võ quán luyện võ chỉ tiếc bị cự tuyệt không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể trở thành võ giả bất quá hiện tại kim chỉ muôn cái dạng này ngươi còn muốn uy hiếp khúc nhất minh ngươi không cảm thấy buồn cười không Cửu lâm hiển nhiên cũng nhận biết thạch vận dù sao thạch vận hiện tại cũng coi là có chút danh tiếng hán thành võ giả dù là chỉ là thạch bì cảnh võ giả nhưng một cái người thọt trở thành thạch bì cảnh võ giả tại liễu thành vẫn là có người chú ý cửu lâm thạch vận không biết cửu lâm nhưng hạ hà nhận biết đã sớm lặng lẽ cho thạch vận nói cửu lâm thân phận bởi vậy thạch vận ánh mắt đặt ở cửu lâm trên thân đây là ta kim chỉ môn võ quán việc nhà kim chỉ môn võ quán hôm nay thanh lý môn hộ người không có phận sự kính thỉnh rời đi thạch vận ngữ khí có chút băng lãnh thậm chí không chút khách khí đây là trực tiếp hạ lệnh trục khách ha 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 buồn cười thật sự là buồn cười một cái chỉ là thạch bì cảnh võ giả hay là cái người thọt từ đâu tới lớn như vậy uy phong thạch vận đây cũng không phải là kim chỉ môn thanh lý môn hộ đơn giản như vậy mà là cùng ta kim cương võ quán cùng một nhịp thở hiện tại khúc nhất minh đã chuyển đầu ta kim cương võ quán là kim cương võ quán đệ tử cho nên ngươi nói rõ được để ý môn hộ ta kim cương võ quán có thể không đáp ứng cừu lâm mà nói đối chọi gay gắt mà lại rất không khách khí cừu lâm nếu là đại sư huynh vẫn còn ngươi hạ hà chỉ vào cừu lâm cắn răng nghiến lợi nói ra đại sư huynh ngươi nói là la kim đi hắn hiện tại thế nhưng là tội phạm truy nã làm sao các ngươi kim chỉ môn còn đọc hắn tốt ha 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 buồn cười quá buồn cười trừ la kim các ngươi kim chỉ môn liền tất cả đều là phế vật cừu lâm mặt mũi tràn đầy cho phúng vẻ khinh thường la kim là rất lợi hại nếu là có la kim kim phúc bất kể có phải hay không là bị bắt kim cương võ quán cũng không dám nhảy ra đối phó kim chỉ môn thậm chí thế lực khác cũng tuyệt đối không dám đối phó kim chỉ môn đây chính là la kim lực uy hiếp trình độ nào đó những năm này kim chỉ môn phát triển phi thường thuận lợi, dựa vào là cũng không phải kim phúc, mà là la kim, thạch vận híp mắt. Hắn lạnh lùng nhìn xem cừu lâm, mở miệng nói, cừu lâm, dựa theo liễu thành võ quán quy củ, bến tàu này, các ngươi kim cương võ quán muốn lấy đi cũng có thể. Vậy liền lên lôi đài, lập giấy sinh tử đi. Đánh chết ta, kim cương võ quán liền có thể đạt được bến tàu. Nếu ta đánh chết ngươi, bến tàu này tự nhiên là cùng kim cương võ quán vô duyên. Mà lại, các ngươi còn phải giao ra khúc nhất minh, để cho ta kim chỉ môn thanh lý môn hộ. Thạch vận mà nói, để cứu lâm cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ bằng ngươi, muốn cùng ta lên lôi đài, cứu lâm cứ việc trong ngữ khí tựa hồ khinh thường. Thế nhưng là, hắn không có lập tức liền đáp ứng. Ngược lại trên ánh mắt trên dưới dưới không ngừng đánh giá thạch vận. Lôi đài sinh tử chiến, đây là liễu thành võ quán quy củ. Dĩ vãng võ quán ở giữa muốn giải quyết tranh chấp, đều là dùng loại biện pháp này. Dù sao, cũng không thể hai cái võ quán ra tay đánh nhau, lập tức sống mái với nhau cái kia sẽ lưỡng bại câu thương kim chỉ môn võ quán vì cái gì cường đại như vậy thậm chí danh nghĩa sản nghiệp nhiều nhất kỳ thật nguyên nhân ngay tại ở la kim la kim lúc trước đâm liền liễu thành tất cả võ quán không có bất kỳ người nào là la kim đối thủ dù là một ít võ quán quán chủ đều xuất thủ cũng giống như nhau kết quả bởi vậy kim chỉ môn mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy sản nghiệp hiện tại thạch vận muốn thay kim chỉ môn bảo vệ sản nghiệp cũng chỉ có thể dùng đồng dạng biện pháp lôi đài sinh tử chiến sinh tử bất luận Cửu Lâm nhìn xem tựa hồ không có sợ hãi Thạch Vận, nội tâm lại do dự, cho cười, ta tại sao muốn cùng ngươi lôi đài sinh tử chiến? Ngươi Kim Chỉ Môn, bây giờ còn có cái gì lực lượng có thể làm cho ta Kim Cương Võ Quán kiên kỵ? Bến tàu này, chúng ta Kim Cương Võ Quán chắc chắn phải có được. Cửu Lâm lời nói chém đinh chặt sắt, hắn cũng không ngốc, rõ ràng có thể trực tiếp cầm tới bến tàu, tại sao muốn cùng Thạch Vận lên lôi đài? Dù sao, vừa lên lôi đài liền có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, rõ ràng dễ như trở bàn tay bến tàu, hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Nếu không lên lôi đài, vậy liền thử một chút các ngươi có thể hay không lấy đi bến tàu. Vừa mới nói xong, thạch vận vung tay lên, rất nhanh, bên ngoài vang lên đại lượng tiếng bước chân. Một đám khổng vũ hữu lực tráng hán, từ ngoài cửa đột nhiên vọt vào. Từng cái cầm trong tay đại đao, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Hội trưởng, tất cả mọi người cung kính hô, người cầm đầu, rõ ràng là ngưu đại lực. Nguyên lai, thạch vận đã sớm thông chi ngưu đại lực, mang đến tự cường hội tinh nhuệ bây giờ khoảng chừng trên trăm tên tự cường hội tay chân từng cái dám đánh dám liều thật muốn cùng nhau tiến lên chỉ bằng trên bến tàu những người này coi như cừu lâm là võ giả cũng phải bị loạn đao chém chết thạch vận rất rõ ràng ngoại công võ giả đối với người bình thường kỳ thật ưu thế có hạn cũng liền luyện tập hai chân ngoại công võ giả thân pháp linh hoạt tốc độ cực nhanh đối đầu người bình thường có rất lớn ưu thế mà còn lại ngoại công võ giả đối đầu người bình thường còn lại là đại lượng người bình thường kỳ thật liền không có bao lớn ưu thế trên trăm trang hán cùng nhau tiến lên, cho dù là đồng bì cảnh võ giả cũng phải bị loạn đao chém chết, trừ Phi giống La Kim như thế, toàn thân đều mài ra, đều đạt đến đồng bì cảnh, vậy liền cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào cùng thiếu hụt, lại nhiều người bình thường cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng toàn bộ Liễu Thành cũng chỉ có một cái La Kim, nhìn thấy nhiều người như vậy, kỳ thật Hà Lãnh Nguyệt, Hạ Hà, Hà cũng có chút mộng, bọn hắn cũng không biết, lúc nào thạch vận lại có thể điều động nhân thủ nhiều như vậy, phải biết, hiện tại Kim chỉ môn tình huống có thể điều không ra nhiều người như vậy về phần tự cường hội sự tình thạch vận cũng không có nói cho hà lãnh nguyệt cùng hạ hà, hà không phải vạn bất đắc dĩ thạch vận cũng không muốn bại lộ tự cường hội quan hệ với hắn nhưng bây giờ loại tình huống này không tá trợ tự cường hội thế lực kim chỉ muôn thật đúng là không gánh nổi cừu lâm sắc mặt âm trầm một đôi mắt không được chuyển động tựa hồ đang cân nhắc lấy lợi và hại thạch vận ngữ khí càng thêm lạnh như băng trầm giọng hỏi Cửu lâm ngươi là muốn bây giờ bị loạn đao chém chết hay là lên lôi đài tranh một tia cơ hội Cửu Lâm nhìn một chút Thạch Vận, hắn biết Thạch Vận là đang buộc hắn làm ra lựa chọn. Thế nhưng là Thạch Vận càng như vậy thì càng để Cửu Lâm cảm thấy có bẫy, hoặc là nói Thạch Vận có chỗ dựa, dù là hắn là thiết bị cảnh nhưng cũng không dám tiếp chiêu. Hừ, Thạch Vận coi như người người đông thế mạnh thì như thế nào? Ta kim cương võ quán cũng không phải ăn chay. Ta ở chỗ này chết rồi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Vậy liền thử một chút. Thạch vận vung tay lên. Lập tức, như đại lực mang người hướng phía cừu lâm bọn người phóng đi chậm đã cừu lâm sắc mặt hơi đổi một chút hắn nhìn chòng chọc vào thạch vận nhìn thấy thạch vận mặt không đổi sắc tựa hồ không có bất kỳ cái gì e ngại cừu lâm cũng rốt cuộc biết thạch vận là quyết tâm muốn theo võ quán quy củ làm việc có thể bất quá ai bước lên lôi đài có thể không phải do ngươi ta kim cương võ quán tự nhiên sẽ tuyển ra cùng ngươi lên lôi đài sinh tử chiến đệ tử điều kiện giống như như lời ngươi nói nhưng đến lúc đó chúng ta có thể muốn liền không chỉ một tòa bến tàu chờ lấy đi chiến thiếp chẳng mấy chốc sẽ đưa đến kim chỉ môn chúng ta đi cừu lâm mang người chuẩn bị rời đi thế nhưng là như đại lực đám người cũng không nhượng bộ tất cả mọi người đang nhìn thạch vận tỏ thái độ để bọn hắn đi thạch vận vung tay lên tự cường hội người tránh ra thả cừu lâm bọn người rời đi khúc nhất minh cũng vội vàng đi theo cừu lâm sau lưng hắn hiện tại thật có chút nghĩ mà sợ nói không chừng thạch vận đem hắn cho loạn đao chém chết hắn ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ xem thường thạch vận ai có thể nghĩ tới thạch vận thế mà còn nắm giữ lấy thế lực khác rất nhanh cừu lâm khúc nhất minh bọn người đi bến tàu lại về tới thạch vận trong tay trong đại sảnh lại trở nên yên tĩnh trở lại hà lãnh nguyệt một đôi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nghi hoặc mà hạ hà thì là mặt lộ vẻ khiếp sợ thật lâu hạ hà nhịn không được hỏi sư đệ những người này là chuyện gì xảy ra thạch vận biết tự cường hội sự tình đã không dối gạt được huống chi hiện tại hắn cũng không có ý định che giấu thế là thạch vận chậm rãi mở miệng nói hạ sư huynh kỳ thật những người này ngươi hẳn là đều biết tỷ như ngưu đại lực ngươi khẳng định nhận biết những người này đều là từng tại kim chỉ môn luyện võ học đồ chỉ là bọn hắn luyện võ không thành không thể trở thành chân chính võ giả lại rời đi võ quán về sau ta đem bọn hắn đều tụ tập đứng lên giải quyết tam hổ bang tiếp quản tam hổ bang hiện tại thành lập tự cường hội những người này đều là người một nhà Ngưu đại lực cũng hướng phía hạ hà hành lễ nói gặp qua hạ hà sư huynh Hạ Hà, hà hiển nhiên cũng nhận biết Ngưu Đại Lực, mà lại hắn nhìn kỹ một chút mỗi một cái tay chân, hắn thật đúng là có một chút ấn tượng. Dù sao, Kim Chỉ môn học đồ, trên thực tế đều là Hạ hà, hà tại đốc xúc luyện tập. Đám học đồ nhận biết võ giả, kỳ thật cũng chính là Hạ Hà. Hạ hà. Hà, hà thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới, thạch vận ngươi trong bất trí bất giác, lại có lớn như vậy một cái thế lực. Thay thế Tam Hổ Bang, đó phải là tự cường hội đi. Trước đó ta còn có chút nghi hoặc, Tam Hổ Bang dù sao cũng là địa đầu xà, sao có thể dễ dàng như vậy bị thay thế hiện tại xem ra ngươi vẫn luôn đang mưu đồ chuyện này bất quá đây cũng là chuyện tốt trước mắt có ngươi tự cường hội lại thêm kim chỉ môn lưu lại thế lực mới có thể sợ quá chạy mất cừu lâm thế nhưng là lôi đài sinh tử chiến ngươi thật muốn lên hạ hà hiển nhiên không yên lòng thạch vận hoặc là nói hạ hà lo lắng thạch vận kim cương võ quán nếu thật là đưa lên chiến thiếp cái kia nhất định là trong võ quán xuất sắc nhất đệ tử khẳng định là thiết bị cảnh đỉnh phong thạch vận mặc dù có phi đao thuật nhưng đối phương khẳng định cũng có chuẩn bị một khi phi đao thuật mất linh cái kia thạch vận làm sao bây giờ thạch vận cuối cùng chỉ là một cái thạch bì cảnh võ giả thôi nếu thật là lên lôi đài đó chính là cửu tử nhất sinh vô cùng nguy hiểm sư huynh trong lòng ta nắm chắc đúng rồi vì để tránh cho khúc nhất minh sự kiện lại phát sinh ta chuẩn bị điều tự cường hội người tạm thời vào ở kim chỉ môn danh nghĩa tất cả sản nghiệp chí ít không có khả năng lại để cho cùng loại khúc nhất minh chuyện phát sinh dù là muốn phản bội kim chỉ môn cũng chỉ có thể lưng mình phản, mà không thể lôi cuốn lấy Kim Chỉ Môn danh nghĩa sản nghiệp. Hạ Hà nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu nói, "Đều tùy ngươi, hiện tại Kim Chỉ Môn bấp bênh, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi." Ba người lại thương lượng một trận, sau đó liền dẫn người rời đi bến tàu. Trở lại Kim Chỉ Môn, Thạch Vận cũng làm cho Ngưu Đại Lực góp nhặt kim cương võ quán tình báo. Đương nhiên, đều là một chút công khai tình báo, còn có cùng Lãnh Nguyệt, Hạ Hà khi tham khảo. Những tin tình báo này bên trong, Thạch Vận liếc mắt liền thấy kim cương võ quán người mạnh nhất chính là quán chủ chính là đồng bì cảnh mà lại kim cương võ quán chủ yếu là thân thể mài da thuộc về loại kia rất kháng đánh mà lại lực lượng rất mạnh võ giả bất quá đối với thạch vận tới nói cái này ngược lại là chuyện tốt chỉ cần tốc độ không nhanh cái kia thạch vận liền không sợ hắn có phi đao còn có phi trầm đối với loại này da dày thịt béo võ giả loại hình vậy đơn giản chính là khắc tinh huống chi lần này kim cương võ quán dù là muốn lên lôi đài cũng chỉ sẽ là đệ tử tuyệt đối không phải là quán chủ tự mình hạ trận dù sao kim cương võ quán còn muốn mặt mũi mà lại đây cũng là liễu thành võ quán quy tắc ngầm đệ tử là đệ tử sự tình quán chủ thì là quán chủ sự tình một đời trước bất đắc dĩ lớn lấn nhỏ nếu không quán chủ tùy tiện khiêu chiến đệ tử cái kia liễu thành võ đạo giới còn không lộn xộn rồi vô luận là ở đâu đều chạy không khỏi quy củ hai chữ lại hỗn loạn quy củ vậy cũng dù sao cũng so vô tự muốn tốt thật không có quy tắc thật vô tự cái kia tất cả mọi người lợi ích đều sẽ bị hao tổn cho nên thạch vận căn bản không cần sợ kim cương võ quán quán chủ đối phương sẽ không hạ trận chỉ có thể là kim cương võ quán đệ tử hạ tràng kim cương võ quán đệ tử thế mà không có đồng bì cảnh võ giả thạch vận hơi kinh ngạc ngay cả đồng bì cảnh võ giả đều không có cái này kim cương võ quán dựa vào cái gì cái thứ nhất nhảy ra kim chỉ môn thế nhưng là kim phúc la kim đều là đồng bì cảnh võ giả thậm chí la kim càng khủng bố hơn nghe được thạch vận mà nói hạ hà, hà cười khổ một tiếng nói thạch sư đệ ngươi cho rằng đồng bì cảnh võ giả là cái gì rau cải trắng chúng ta kim chỉ môn chính là bởi vì có la kim cho nên mới đánh đâu thắng đó trở thành liễu thành to lớn nhất võ quán dù là những võ quán kia không thừa nhận nhưng có la kim tại mặt khác võ quán cũng không dám lỗ mãng liễu thành tất cả trong võ quán chỉ là đệ tử liền trở thành đồng bì cảnh võ giả đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay không cao hơn năm vị trong đó lấy la kim mạnh nhất kim cương võ quán ở trong mạnh nhất đệ tử chính là phong thiên chính nhưng cũng chỉ là thiết bị cảnh cực hạn không thể đạt tới đồng bì cảnh lần này kim cương võ quán nếu thật muốn đưa chiến thiếp chắc chắn sẽ là phong thiên chính mà không phải là cửu lâm thạch vận như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn vẫn luôn tại kim chỉ môn thật đúng là coi là đồng bì cảnh võ giả là rau cải trắng dù sao la kim chính là đồng bì cảnh võ giả mà lại bình thường nghe sư phụ kim phúc ý tứ cái này đồng bì cảnh cũng không tính là gì rất nhiều người bình thường cầm trong tay cung nỏ, cùng nhau tiến lên đều có thể giết chết. Căn bản không tính là gì, thế nhưng là, đồng bì cảnh chiến lực không tính quá mạnh, không có nghĩa là đồng bì cảnh cũng rất dễ dàng đạt tới. Đây là ngoại công thiếu hụt đưa đến, ngoại công võ giả thường thường cũng chỉ là mài ra một bộ phận, không cách nào tăng lên thân thể chỉnh thể lực lượng. Nội gia quyền võ giả liền hoàn toàn không giống, tăng lên là thân thể chỉnh thể tố chất. Cho nên, ngoại công võ giả kỳ thật không thế nào bị nội gia quyền võ giả chào đón cảm thấy ngoại công võ giả đều thuộc về tam giáo cửu lưu trên võ đạo căn bản không có cái gì tiền đồ thạch vận hiện tại tiếp xúc võ giả không nhiều nội gia quyền võ giả càng là chưa có tiếp xúc qua căn bản cũng không biết những tình huống này nếu như phong thiên chính không phải đồng bì cảnh võ giả mà nói cũng không đủ vi lự thạch vận trong ngữ khí lộ ra tự tin hiện tại hắn cũng không phải mới vào thạch bì cảnh cái gì cũng đều không hiểu người thạch vận toàn thân mài ra tại toàn bộ liễu thành cũng chỉ có là kim dám toàn thân mài ra chỉ là điểm này thạch vận liền siêu việt vô số người mà lại hắn còn có phi đao thuật phi chân thuật có thể giải quyết đánh xa vấn đề liền xem như què một cái chân thạch vận cũng không sợ thiết bị cảnh võ giả thạch vận sư đệ cái này phong thiên chính không thể coi thường nghe nói phong thiên chính không chỉ có riêng chỉ là mài ra thân thể hắn còn mài ra chân thân pháp tốc độ coi như không tệ mà lại hắn cũng biết ngươi có phi đao thuật nhất định sẽ có tương ứng chuẩn bị không thể khinh địch lúc này hà lãnh nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra ừm phong thiên chính còn mài ra chân thậm chí thân pháp tốc độ cũng không tệ thạch vận hơi kinh ngạc đây chính là bí ẩn người biết khẳng định không nhiều không nghĩ tới hà lãnh nguyệt liền biết đối với hà lãnh nguyệt thân phận thạch vận vẫn luôn không quá rõ ràng nhưng hẳn là liễu thành tương đối lớn thế lực bởi vậy hà lãnh nguyệt có thể biết phong thiên chính một số bí mật cũng không tính quá hiếm lạ mài ra chân à ta đã biết liên quan tới phong thiên chính sự tình ta sẽ chú ý bất quá hiện tại kim cương võ quán đến tột cùng có thể hay không đưa lên chiến thiếp ai cũng không biết. Hay là đầu tiên chờ chút đã đi, Thạch Vận hiện tại không muốn chủ động xuất kích. Hắn cần thời gian, mà lại, thời gian kéo đến càng dài đối với hắn liền càng có lợi. Kim cương võ quán, rất nhiều thiết bị cảnh võ giả, đều tụ tập một đường. Cửu lâm mang theo khúc nhất minh, quỳ trên mặt đất, khúc nhất minh sắc mặt biến đổi không chừng. Tựa hồ rất phẫn nộ, nhưng tựa hồ lại rất sợ hãi, hắn hiện tại hối hận, thật hối hận. Thật tốt kim chỉ môn không ngốc, lại muốn tới đến kim cương võ quán chịu nhục. Vừa nghe nói Cửu Lâm không thể cầm xuống bến tàu, Kim Cương môn đông đảo võ giả đối đãi Khúc Nhất Minh cũng không có gì sắc mặt tốt. Sư phụ, sự tình chính là như vậy, Kim Chỉ môn Thạch vận lại là tự cường hội hội trưởng, hắn mang theo tự cường hội những người kia, đệ tử cũng vô pháp khống chế lại bến tàu. Cuối cùng Thạch vận còn không gì sánh được cuồng vọng, để cho chúng ta dựa theo Liễu Thành vòng võ đạo quy củ đến, cho Kim Chỉ môn hạ chiến thiếp, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ nghênh chiến. Cửu Lâm một năm một mười, đem bến tàu chuyện phát sinh đều kỹ càng giới thiệu một lần. Đương nhiên, cũng tránh không được có chút thêm mắm thêm muối. Dù sao, Thạch Vận cùng Kim Cương Võ Quán, đây chính là có cố sự. Lúc trước Kim Cương Võ Quán cự thu người, đi kim chỉ môn, nhảy lên mà trở thành võ giả, thậm chí còn là cường đại võ giả, cái này chẳng phải là đánh mặt Kim Cương Võ Quán. Hiện tại nếu là Kim Cương Võ Quán người thật đi tới chiến thiếp, kết quả còn bại, chỉ sợ cũng càng đánh mặt. Sư phụ, để đệ tử đi thôi." Lúc này, Phong Thiên Chính mở miệng. Loại sự tình này không có khả năng do Cừu Lâm ra mặt không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất thạch vận đánh bại cửu lâm đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ kim cương võ quán liền sẽ trở thành toàn bộ liễu thành vòng võ đạo chê cười. Chỉ có phong thiên chính ra mặt mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thiên chính, ngươi xuất thủ hẳn là rất ổn thỏa. Bất quá, nghe nói cái kia thạch vận có một tay phi đao thuật, bách phát bách chúng lệ vô hư phát, quán chủ có chút bận tâm. Sư phụ, phi đao thuật mà thôi, ta thân mang giáp nhẹ, bao trùm toàn thân, liền xem như phi đao thuật lại có thể làm khó dễ được ta. Bằng vào ta thể phách, có thể mặc bên dưới bao trùm toàn thân giáp nhẹ, không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại, chân của ta còn mài ra, thân pháp tốc độ cũng không tệ. Cái kia thạch vận trung quy là cái người thọt, căn bản không có cách nào vượt qua thân pháp của ta tốc độ. Một khi cận thân, hắn nhất định phải chết, phong thiên chính rất tự tin. Dù sao, thạch vận là thạch bì cảnh, điểm này là không có sai. Một cái thạch bì cảnh võ giả, một khi bị phong thiên chính tới gần thân, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ điểm này không thể nghi ngờ nếu như ngay cả một cái nho nhỏ thạch bì cảnh võ giả đều không thu thập được cái kia phong thiên chính cũng thẹn với hắn cái này kim cương võ quán đại sư huynh tên mà lại phong thiên chính còn có một tầng ý nghĩ hắn lúc trước bại bởi la kim đó là vô cùng nhục nhã mặc dù hắn xác thực không bằng la kim thế nhưng là đây là trong lòng của hắn một cây gai hiện tại la kim thành tội phạm truy nã hắn không có cách nào lại báo thù nhưng trả thù một chút kim chỉ môn hay là không có vấn đề thiên chính vi sư luôn có chút lo lắng thạch vận một cái thạch bì cảnh võ giả có cái gì cậy vào cùng lực lượng dám để cho ta kim cương võ quán cho hắn hạ chiến thiếp hắn nếu chuẩn bị lên lôi đài không có khả năng một chút cậy vào đều không có đây cũng là kim cương võ quán rất nhiều người nghi ngờ địa phương dù sao thạch bì cảnh võ giả lên lôi đài đó là hẳn phải chết không nghi ngờ ai sẽ đi chủ động chịu chết sư phụ có lẽ đây là thạch vận có chút bất đắc dĩ hiện tại kim chỉ môn tình huống nếu là hắn không đụng một cái kim chỉ môn liền sụp đổ nếu như hắn đụng một cái vạn nhất thắng cái kia kim chỉ môn có lẽ liền có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc không thể không nói cái này thạch vận đảm phách rất không tệ nếu như lúc trước thu nhập võ quán ngược lại là một cái lựa chọn tốt chỉ tiếc hắn vào kim chỉ môn bất quá hắn dám liều vậy ta liền phụng bồi mà lại có ta ở đây hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phong thiên chính trên mặt lộ ra vẻ tự tin hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn đánh không lại La Kim, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái chỉ là thạch bì cảnh võ giả. Mặc kệ thạch vận có âm mưu gì, tính toán. Có thể thạch vận là thạch bì cảnh, đây chính là lớn nhất thiếu hụt. Võ giả, Trung Quy vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, tốt, có lòng tin là được. Nếu thiên chính đã quyết định quyết tâm, vậy liền đi tới chiến thiếp đi. Cửu lâm, liền do ngươi đem chiến thiếp đưa đến Kim Chỉ Môn. Ba ngày sau, tại ta Kim Cương võ quán bên trong bày xuống lôi đài. Thạch vận không đến, cái kia coi như chủ động nhận thua, đến lúc đó, chúng ta Kim Cương Võ Quán sẽ không khách khí, Kim Cương Võ Quán quán chủ cũng không khách khí. Lần này, Kim Cương Võ Quán nếu làm chim đầu đàn, cái thứ nhất đi đối phó Kim Chỉ Môn. Vậy hắn tự nhiên muốn đem Kim Chỉ Môn sản nghiệp đều một ngụm nuốt vào. Vâng, sư phụ. Cừ Lâm trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, cũng yên lặng chờ đợi sư phụ đem chiến thiếp viết xong. Sau đó, Cừ Lâm lấy được chiến thiếp, mang theo chiến thiếp hướng thẳng đến Kim Chỉ Môn mà đi, rất nhanh. Cửu Lâm đi tới Kim Chỉ Môn, Cửu Lâm đối với Kim Chỉ Môn võ quán la lớn, "Thạch Vận, đại sư huynh của ta Kim Cương võ quán đệ tử Phong Thiên Chính, chuyên tới để cho ngươi hạ chiến thiếp." Cửu Lâm thanh âm truyền vào Kim Chỉ Môn võ quán, rất nhanh, Thạch Vận từ Kim Chỉ Môn võ quán đi ra. Cửu Lâm trực tiếp đưa cho Thạch Vận chiến thiếp, "Thạch Vận, ngươi không tới, vậy ta Kim Cương võ quán coi như sẽ không khách khí nữa." Nói xong, Cửu Lâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Thạch Vận lật ra chiến thiếp, quả nhiên trên đó viết phong thiên chính danh tự đây là kim cương võ quán đại sư huynh thời gian là ba ngày sau ba ngày sau a thạch vận thấp giọng lầm bầm hắn yên lặng nhận chiến thiếp hạ hà sư huynh ta cần ba ngày thời gian chuẩn bị một phen thạch vận nói với hạ hà thạch vận sư đệ yên tâm ba ngày này sẽ không có người đi quấy rầy người thạch vận nhẹ gật đầu sau đó thạch vận liền xoay người rời đi kim chỉ môn võ quán kim cương võ quán phong thiên chính đối với kim chỉ môn hạ chiến thiếp đối tượng rõ ràng là thạch vận một cái không có danh tiếng gì nhân vật. Mà lại, lần này đối chiến, nhận lấy đông đảo thế lực độ cao chú ý, không chỉ là bởi vì Phong Thiên Chính chính là Kim Cương Võ Quán Đại Sư Huynh, càng bởi vì lần này đổ ước rất lớn, cực chính là Kim Chỉ Môn danh nghĩa đại bộ phận sản nghiệp. Phong Thiên Chính thắng, cái kia Kim Chỉ Môn mặc dù không đến mức phá sản, nhưng mấy chục năm qua tích lũy, cũng đều biến thành bọt nước. Thua, Kim Cương Võ Quán rất mất mặt, không được lại nhúng chàm Kim Chỉ Môn sản nghiệp. Nhìn tựa hồ có chút không quá công bằng, kim cương võ quán thua vẻn vẹn chỉ là mất mặt mà kim chỉ môn thua lại muốn dựng vào toàn bộ kim chỉ môn cơ nghiệp bất quá đây chính là hiện thực tình huống hiện tại chính là kim cương võ quán cường thế mà kim chỉ môn yếu thế dạng này không công bằng điều kiện thậm chí coi là kim chỉ môn có thể tranh thủ được tốt nhất điều kiện trong lúc nhất thời trận này đối chiến nhận lấy rất nhiều chú ý thậm chí kim cương võ quán còn bốn phía tuyên dương tạo thành cố định sự thật dù là về sau kim phúc gặp vận may bị phóng ra vậy cũng không có lý do gì lại tìm kim cương võ quán muốn về những sản nghiệp này. Bởi vậy, toàn bộ Liễu Thành liền đều biết chuyện này. Liễu Thành phủ nha, Mông Đan hiện tại là đại diện phủ tôn, đại quyền trong tay. Thế nhưng là, Mông Đan một chút cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Dương Nguyên còn tại thời điểm, hắn còn không có cái gì trải nghiệm. Dù sao, hắn chỉ là xuất lĩnh quân đội trú đóng ở Liễu Thành. Thế nhưng là, hiện tại phải xử lý chính vụ, hắn lại phát hiện rất nhiều chuyện đều rất phiền phức tỷ như liễu thành có rất nhiều thế lực cái này cần cân bằng chỉ là loại này cân bằng liền để mông đan cảm thấy vô cùng phiền phức thậm chí một lần không muốn xử lý hắn hiện tại chỉ muốn để triều đình cắt cử quan viên nhanh chóng đi vào liễu thành tiếp nhận trên tay hắn sự vụ đại nhân kim cương võ quán xuống tay với kim chỉ môn phong thiên chính cho thạch vận hạ chiến thiếp song phương sau ba ngày tại kim cương võ quán trên lôi đài phân cao thấp mông đan thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hồi báo dù sao mông đan gần nhất tính tình cũng không quá tốt Ừm, kim cương võ quán ngược lại là ra tay rất nhanh. Chỉ là, phong thiên chính khiêu chiến một cái thạch bì cảnh võ giả, vậy thì thật là không muốn thể diện. Vì lợi ích, những võ quán này thật đúng là tuyệt không coi trọng. Bất quá cũng không tính là gì, chỉ cần bọn hắn không tại liễu thành quấy rối vậy thì do bọn hắn đi giày vò. Mật thiết chú ý cuộc phân tranh này, vâng, đại nhân. Mông đan nhìn xem trên bàn các loại chính vụ, lại nhức đầu đứng lên. Liễu thành nhà giam, nơi này giam giữ lấy rất nhiều phạm nhân cơ hồ đều đã kín người hết chỗ dù sao trong khoảng thời gian này liễu thành rất hỗn loạn khánh nguyên đạo yêu nhân đằng sau lại là ma môn nhất là lần trước ma môn sự kiện đằng sau bắt rất nhiều người trong đó có rất nhiều là kim chỉ môn võ giả kim phúc tại cuối cùng một gian nhà tù bị đơn độc giam giữ lấy dù sao hắn là kim chỉ môn võ quán quán chủ hơn nữa còn đã từng là đồng bì cảnh võ giả đương nhiên đồng bì cảnh võ giả kim phúc cơ hồ bị phế đi hai tay của hắn bây giờ đã không làm được gì coi như thương thế khỏi hẳn cũng giống vậy không làm được gì giống như là bị phế đối với một võ giả tới nói đây là tàn nhẫn nhất sự tình bất quá kim phúc lại không thèm để ý hắn vốn là già rồi dù là hai tay không có bị phế kỳ thật cũng không có nhiều sức chiến đấu quyền sợ trẻ trung cũng không chỉ nói là nói mà thôi hắn đệ tử đắc ý nhất bị ký thác kỳ vọng cao đệ tử la kim lại phản bội hắn cái này một lần để kim phúc ý chí tinh thần xa sút thậm chí đều trong lòng còn có tử trí kim lão ngài Kim Chỉ Muôn có tin tức mới nhất. Lúc này, một tên ngục tốt đi tới, hướng phía Kim Phúc nói ra. Kim Phúc từ từ mở mắt. Kim Phúc tại Liễu Thành mở nhiều năm như vậy võ quán, luôn có chút đồ tử đồ tôn, nhân mạch rất rộng. Cho dù là ngục giam cũng có của hắn nhân mạch. Tỉ như nơi này ngục tốt, liền có thật nhiều xem như hắn đồ tử đồ tôn, coi như không phải chân chính đệ tử, nhưng cũng là tại Kim Chỉ Muôn trong võ quán luyện võ qua, luôn có thể kéo chút quan hệ. Võ quán đã xảy ra chuyện gì? Kim Phúc hỏi mặc dù kim phúc không hề rời đi qua nhà tù nhưng dựa vào những ngục tốt này kim phúc đối với ngoại giới sự tình kỳ thật nhất thanh nhị sở nhất là kim chỉ môn võ quán sự tình hắn cũng cơ hồ biết tất cả kim phúc rất rõ ràng kim chỉ môn võ quán rất nguy hiểm không có thiết bị cảnh võ giả tọa chấn kim chỉ môn chính là một tảng mỡ dày rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm nguyên bản kim phúc kỳ thật đối với kim chỉ môn võ quán cũng không ôm hy vọng gì dù sao một đám thạch bì cảnh võ giả lại có thể lên cái tác dụng gì tại các phe áp lực dưới những này thạch bì cảnh võ giả chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi riêng phần mình rời đi nhưng kim phúc không nghĩ tới thế mà lại là thạch vận đứng ra thạch vận chỉ là một cái què chân võ giả thậm chí kim phúc vô cùng rõ ràng hắn cũng không có đối với thạch vận tốn tâm tư gì nhiều lắm là chính là đối đãi đệ tử bình thường như thế kém xa tít tắp ký thác vào đệ tử khác trên người tâm tư thế nhưng là cuối cùng lại là thạch vận đứng ra tạm thời ổn định kim chỉ môn tình thế kim lão kim chỉ môn võ quán gần nhất tình thế hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm kim cương võ quán phong thiên chính đối với kim chỉ môn hạ chiến thiếp thạch vận tiếp chiến thiếp ba ngày sau bọn hắn sẽ ở kim cương võ quán trên lôi đài sinh tử chiến một khi thạch vận thua cái kia kim chỉ môn đại bộ phận sản nghiệp liền đều được về kim cương võ quán tất cả ngục tốt ngẩng đầu lặng lẽ nhìn kim phúc một chút cũng không có nhìn thấy kim phúc nổi giận bộ dáng trên thực tế kim phúc đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh lúc trước la kim đánh khắp Liễu Thành vô địch thủ, đó là cỡ nào hăng hái. Khi đó Kim Chỉ Môn tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy, ngược lại là hại thạch vận. Phong Thiên Chính thực lực không thể khinh thường, mà lại nó chân còn cỏ sát ra, tiến cảnh không nhỏ. Lần này lôi đài sinh tử chiến, thạch vận chỉ sợ khó khăn. Kim Phúc thở dài một tiếng, hắn biết thạch vận không có gì phần thắng. Lần này tiếp Phong Thiên Chính chiến thiếp, đoán chừng cũng là đâm lao phải theo lao. Dù sao, nếu như không tiếp chiến thiếp, vậy thì phải đối mặt toàn bộ kim cương võ quán thậm chí còn lại thế lực trùng kích nói không chừng đồng bì cảnh võ giả đều sẽ xuất thủ nhưng tiếp chiến thiếp đối phó chỉ có một cái phong thiên chính thạch vận đây là dùng tính mạng của mình đi cược một thanh, kim phúc làm sao cũng không nghĩ ra, kim chỉ muôn nguy nan thời khắc, thế mà dựa vào là một cái mới nhập môn không bao lâu thạch bì cảnh đệ tử, lần này hắn ngược lại thật sự là là nhìn nhầm, thôi hiện tại tiện thể nhắn ra ngoài cũng đã chậm nếu có hướng một ngày ta không chết kim chỉ muôn không ngã, món nợ này lão phu muốn cùng kim cương võ quán hảo hảo tính toán kim phúc trong mắt lóe lên một tia lệ mang chỉ là nghĩ đến hai tay của mình đã phế trong lúc nhất thời kim phúc lại chán trường thạch vận sự tình hắn không giúp được chỉ có thể nghe theo mệnh trời nóng hổi trong thùng gỗ thế mà còn bốc lên bọt khí còn có một cỗ khó ngửi dược liệu mùi la kim ngồi tại trong thùng gỗ nhíu mày chỉ chốc lát sau la kim lông mày lại có chút giãn ra ra cũng không biết qua bao lâu La Kim bộ ra toàn thân thậm chí đều biến thành màu đỏ. Bá, sau một khắc, La Kim mở mắt, lốp bốp. La Kim toàn thân một trận giang đậu giống như dị hưởng. Cùng lúc đó, La Kim có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình nhiều một điểm gì đó, khí huyết. Không nghĩ tới ma môn biện pháp thật sự có thần hiệu, ta nội ra quyền thế mà nhập môn, bây giờ đều có thể cảm ứng được khí huyết, thậm chí khí huyết đều tăng cường một chút. La Kim có chút kinh dị, hắn sớm tại liễu thành lúc, liền không ngừng thử qua nội gia quyền. Thế nhưng là, lại ngay cả nhập môn đều khó có khả năng ngay cả khí huyết đều không thể cảm ứng vô luận hắn ngâm bao nhiêu lần tắm thuốc đều không có thu hoạch gì thế nhưng là hắn mới đầu nhập vào ma môn mấy ngày thời gian bởi vì liễu thành công lao la kim thu được ma môn đặc thù tắm thuốc cùng nội gia quyền lần tập luyện này liền để la kim rất hưng phấn hắn nội gia quyền rốt cục nhập môn cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể ở nội gia quyền một đạo bên trên tiếp tục đi tới đích tương lai có hy vọng luyện được kình trở thành chân chính võ sư đây đối với la kim tới nói phi thường trọng yếu dù là hiện tại hắn khí huyết tăng cường điểm ấy lực lượng đơn giản không có ý nghĩa thế nhưng là khí huyết một đạo có thể tăng lên có thể tăng cường mà la kim ngoại công đã đạt tới đỉnh phong tiến không thể tiến lúc trước hắn làm hết thảy thậm chí không tiếc phản bội sư môn không phải là vì nội gia quyền vì một hy vọng sao lại ngâm một đoạn thời gian la kim đứng dậy mặc quần áo xong nội gia quyền cũng có tai hại đó chính là mỗi ngày chỉ có thể vận chuyển một đoạn thời gian khí huyết Vận chuyển nhiều ngược lại tổn hại sức khỏe. La Kim, Kim chỉ muôn tin tức có muốn biết hay không. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm kẹt kẹt. La Kim mở cửa ngoài cửa là một cái mang theo mặt nạ mặt nạ nam tử áo đen quỷ diện nói đi Kim chỉ muôn có tin tức gì La Kim lạnh lùng hỏi cái này quỷ diện kỳ thật chính là lúc trước dẫn dụ La Kim mà muôn võ giả thực lực đối phương không rõ ràng nhưng hẳn là thuộc về loại kia võ sư phía dưới đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người mà lại Đối phương là nội gia quyền võ giả, cùng La Kim dạng này ngoại công võ giả không giống với thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng La Kim cũng không sợ, hắn có thể toàn thân mài ra như thế nào đồng dạng nội gia võ giả có thể so sánh. Mặc dù La Kim đã mưu phản Kim Chỉ Môn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ muốn biết tin tức liên quan tới Kim Chỉ Môn. Hắc hắc, ta liền biết ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Ấy, đây là liên quan tới Liễu Thành mật tín, trong đó có Kim Chỉ Môn tin tức. Kim Chỉ Môn thời gian cũng không quá tốt hơn a. À? ngươi tiểu sư đệ kia chắc chắn sẽ bị người đánh chết tươi quỷ diện hay là đem mật tín giao cho la kim la kim nhìn kỹ mật tín nội dung cụ thể cùng quỷ diện nói không sai biệt lắm kim chỉ muôn cuộc sống xác thực không dễ chịu kim phúc cùng tất cả thiết bị cảnh võ giả bị bắt kim chỉ muôn nguy cơ sớm tối nhưng la kim không nghĩ tới cuối cùng lại là thạch vận đứng ra tạm thời ổn định kim chỉ môn tại la kim trong ấn tượng thạch vận chính là cái què chân thạch bì cảnh võ giả thôi hắn thậm chí đều không có quá sâu ấn tượng kim cương võ quán phong thiên chính la kim thấp giọng lầm bầm sau một khắc hắn trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang lần tiếp theo đi liễu thành ta sẽ diệt kim cương võ quán la kim nói chém đinh chặt sắt hắc hắc vậy ngươi liền sớm một chút luyện được kình đi quỷ diện trong thanh âm tựa hồ còn mang theo vẻ mong đợi trong mật thất thạch vận ngay tại bôi chết lấy vạn tượng cao mà lại toàn thân đều tại bôi lên vạn tượng cao bôi lên đến toàn thân về sau thạch vận toàn thân đều ẩn ẩn có một loại phát nhiệt cảm giác đây là vạn tượng cao tác dụng tại trên da ngay tại thẩm thấu tiến trong da không ngừng tăng cường lấy thạch vận màng da ngày qua ngày điên cuồng mài da tăng thêm vạn tượng cao kỳ hiệu thạch vận màng da đã tăng cường rất nhiều chỉ là muốn đạt tới thạch bì cảnh cực hạn nhưng như cũ còn cần một đoạn thời gian ba ngày thạch vận nhìn lên trời sắc đã tảng sáng đã ba ngày thời gian hôm nay chính là hắn cùng phong thiên chính thời gian ước định thế là thạch vận mặc xong quần áo đem phi châm phi đao đều mang tốt hết thảy chuẩn bị thỏa đáng Thạch Vận trực tiếp đẩy ra cửa lớn. Ngoài cửa lớn, không biết lúc nào Hà Lãnh Nguyệt, Hạ Hà, Hà cùng một đám Kim Chỉ môn đệ tử đều đến. Làm sao không tiến vào? Thạch Vận hỏi. Hạ Hà, Hà khẽ lắc đầu nói: Hôm nay chính là Thạch Vận sư đệ cùng Phong Thiên Chính sinh tử chiến thời điểm. Chúng ta như thế nào quấy dày Thạch sư đệ? Thạch sư đệ nếu không có nắm chắc, chúng ta nhận thua là đủ. Hạ Hà, Hà nhịn không được nói ra. Phong Thiên Chính, cái kia dù sao cũng là toàn bộ Liễu Thành có danh tiếng cao thủ thậm chí có thể nói là đồng bì cảnh phía dưới đứng đầu nhất võ giả một trong nhận thua cũng không mất mặt huống chi hiện tại không nhận thua một khi lên lôi đài nhận thua đều không có cơ hội có lẽ một chiêu liền có thể đốt sinh tử nhận thua thạch phận khẽ lắc đầu mũi tên rời cung không quay đầu lại hắn lại thế nào khả năng nhận thua huống chi trên lôi đài một chiêu phân sinh tử nhưng chết đến tột cùng là ai vậy coi như không nhất định đi thôi đi kim cương võ quán thạch phận không có nhiều lời mà là khập khiễng hướng phía kim cương võ quán đi đến nhìn thấy thạch vận khập khẽnh bóng lưng hạ hà sắc mặt tái xanh hắn cùng hà lãnh nguyệt liếc mắt nhìn lẫn nhau trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang cho đến ngày nay kim chỉ môn lại để cho dựa vào một vị què chân đệ tử đến chống đỡ bề ngoài bọn hắn vô năng a chỉ là sự tình đến một bước này bọn hắn cũng không có biện pháp gì đi không thể để cho kim cương võ quán người coi thường chúng ta cho dù là thua cũng muốn thua có cốt khí hạ hà cắn răng một cái xảy bước hướng phía Thạch Vận đuổi tới, Kim Cương Võ Quán, theo sắc trời sáng rõ, giờ phút này đã là người ta tấp nập, người bình thường đương nhiên không biết đạo kim vừa võ quán là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là, Liễu Thành thế lực lớn nhỏ, sao có thể không biết, Kim Chỉ Môn, lại thế nào cũng có thể xem như một cái thế lực không nhỏ, nhất là La Kim còn tại thời điểm, Kim Chỉ Môn thanh thế cũng không nhỏ. Võ sư không ra, tại Liễu Thành, thật đúng là không có người nào có thể đè ép được La Kim. Hiện tại Kim Chỉ Môn xui xẻo nhưng kim chỉ môn dư uy vẫn còn ở đó. Rất nhiều người đối với thạch vận không hiểu rõ, cũng là nghĩ nhìn xem hiện tại kim chỉ môn còn có cái gì dạng cao thủ. Phong thiên chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không nhúc nhích, nhắm mắt dưỡng thần. Kim cương võ quán quán chủ cũng thật sớm đi tới võ quán. Lôi đài cũng sớm đã dọn xong, liền ở trong kim cương võ quán. Mà lại, giờ phút này thế mà còn có không ít người tiến vào bên trong võ quán. Đây đều là kim cương võ quán trước đó an bài tốt. Bọn hắn mời liễu thành võ đạo giới người, Đến đây công khai quan chiến, mục đích chính là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để ngăn chặn Kim Chỉ Môn miệng. Dù là Kim Phúc trở về, cũng không thể tránh được. Cái này cũng thể hiện ra kim cương võ quán tự tin cùng quyết tâm. Liền ngay cả tạm thời trưởng quản liễu thành quân chính đại quyền Mông Đan, thậm chí cũng đích thân tới, một cái nho nhỏ võ quán thôi, kỳ thật không cần đến Mông Đan tự mình đến. Thế nhưng là, liên lụy tới Kim Chỉ Môn, vậy liền không giống với lúc trước. Kim Chỉ Môn cùng ám sát Dương Nguyên sự tình cùng một nhịp thở, dù là hắn đã bắt kim phúc còn có kim chỉ môn đại bộ phận võ giả nhưng chỉ cần quan mới một ngày không có tiền nhiệm cái kia mông đan nhất định phải một ngày nhìn chằm chằm kim chỉ môn một khi quan mới tiền nhiệm mông đan cũng có thể đem có chuyện nắm giữ tình báo đều báo cho mới tới phủ tôn nhưng nếu là hắn hỏi gì cũng không biết đó chính là hắn vấn đề mông đại nhân kim cương võ quán quán chủ cũng vội vàng hành lễ không cần khách khí các ngươi lần này lôi đài là ký sinh tử khế bản quan chỉ là đến đây đứng ngoài quan sát kim cương quán chủ nhẹ gật đầu trên thực tế không chỉ mông đan còn có lục tục thế lực khác cũng tới chỉ là vô luận ai đến phong thiên chính đều không có mở to mắt thậm chí cũng không hề nhúc nhích hắn phảng phất chính là một tôn pho tượng đồng dạng không nhúc nhích thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục bên ngoài ẩn ẩn tiếng người huyên náo rất nhanh đám người liền thấy mấy bóng người cầm đầu một bóng người đặc thù thật sự là quá rõ ràng trụ quải trượng khập khiễng từ từ đi vào kim cương võ quán là thạch vận đến rồi Kim Chỉ Môn Thạch Vận a trước đó còn bừa bãi vô danh, không nghĩ tới lại dám đón lấy Phong Thiên Chính chiến thiếp. Hắc hắc, cái này Thạch Vận thật không đơn giản. Hắn mặc dù bừa bãi vô danh, nhưng thủ đoạn cũng rất là bất phàm. Tam Hổ Bang biết a, bây giờ Tam Hổ Bang biến thành tự cường hội. Tam Hổ Bang hắc hổ diệp cuồng, đó cũng là thiết bị cảnh võ giả, thì tính sao? Còn không phải chết tại Thạch Vận trong tay, biến thành Thạch Vận tự cường hội Tam Hổ Bang tự cường hội. Xem ra cái này Thạch Vận hoàn toàn chính xác không đơn giản a phong thiên chính khẳng định cha được nhưng vẫn như cũ dám hạ chiến thiếp chỉ sợ cũng có lực lượng trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nghị luận ẩm ý thạch vận hoàn toàn chính xác rất điệu thấp hắn một cái người thọt lại không cần dựa vào cái gì danh vọng uy vọng cho nên tự nhiên là có thể điệu thấp liền điệu thấp thế nhưng là hắn lại thế nào điệu thấp hiện tại cũng không được từ khi hắn trưởng khống tam hổ bang thay vào đó thành lập tự cường hội vậy hắn liền không cách nào lại điệu thấp người bình thường không biết chẳng lẽ liễu thành các đại thế lực còn không biết sao thạch vận chính là tự cường hội hội trưởng mặc dù bây giờ tự cường hội cũng không tính quá mạnh nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như một cái thế lực bởi vậy thạch vận tiếp nhận cùng phong thiên chính chiến thiếp những thế lực này mới có thể cảm thấy hứng thú như vậy đến đây quan chiến người rốt cuộc đã đến phong thiên chính mở mắt ánh mắt của hắn lộ ra rất bình tĩnh liên quan tới thạch vận nội tình hắn đã tra úp sấp thạch vận chính là một người bình thường bái nhập kim chỉ môn sau đó mới trở thành võ giả về sau thạch phận lại cướp đoạt tam hổ bang giết tam hổ bang ba con hổ tiếp theo thành lập tự cường hội trong đó hắc hổ diệp cuồng đó cũng là thiết bị cảnh võ giả bởi vậy thạch phận là giết chết qua thiết bị cảnh võ giả đây cũng là thạch phận lực lượng đây hết thảy phong thiên chính đều điều tra rất rõ ràng chỉ là hắn càng tự tin hắc hổ diệp cuồng tính là gì hắn cũng có thể tùy tiện giết diệp cuồng cho nên thạch phận có thể giết chết diệp cuồng cũng không đại biểu cái gì nhất là thạch phận sẽ còn phi đao thuật phi châm thuật tình huống dưới giết chết diệp cuồng cũng không phải là không có khả năng thế nhưng là hiện tại phong thiên chính chuẩn bị hoàn thiện thạch vận ưu thế lớn nhất cũng không có chừng nào thì bắt đầu thạch vận thản nhiên nói hắn không muốn nhiều lời nói nhảm đến loại thời điểm này lại nói thêm lời thừa thãi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì hiện tại liền có thể bắt đầu phong thiên chính đứng dậy xuyên giáp theo phong thiên chính tiếng nói rơi xuống lập tức một bộ toàn thân giáp ra bị kim cương võ quán người đưa ra trực tiếp cho phong thiên chính mặc vào lập tức phong thiên chính trong trong ngoài ngoài đều bị quấn tại giáp ra ở trong cái gì vô sỉ phong thiên chính quá vô sỉ phong thiên chính thế mà mặc vào toàn thân giáp đây là có chuẩn bị mà đến a à. thế nhưng là trên lôi đài trừ không có khả năng hạ độc mà bên ngoài cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào mặc giáp ra lại coi là cái gì cũng không vi phạm quy củ lần này thạch vận phiền toái thạch vận có phi đao thuật cùng phi châm thuật phía dưới này đối với phong thiên chính toàn thân giáp ra đều phế đi không có phi đao thuật, phi châm thuật, thạch vận cũng chính là cái phổ thông thạch bì cảnh võ giả thôi. Không, thậm chí còn không bằng phổ thông thạch bì cảnh võ giả, hắn còn què một cái chân nhìn thấy phong thiên chính xuyên giáp, đám người một mảnh xôn xao. Thì ra là thế, phong thiên chính biện pháp này, triệt để để thạch vận ưu thế hóa thành hư không. Nhất là kim chỉ môn đệ tử, phản ứng lớn nhất. Thạch vận sư đệ, phong thiên chính quá vô sỉ, hạ hà cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu như trước đó thạch vận phi đao thuật, có lẽ còn có thể có hai ba thành nắm chắc, có thể xuất kỳ bất ý giết chết phong thiên chính như vậy hiện tại cái tỷ lệ này chính là số 0, lên lôi đài phong thiên chính mà thôi mặc kệ thạch vận phản ứng trực tiếp từng bước một đi lên đã sớm dựng tốt lôi đài sư đệ hạ hà, hà cùng hà lãnh nguyệt còn muốn nói nhiều cái gì nhưng thạch vận đã vung tay lên ngăn trở hai người nói chuyện không có kim cương võ quán còn có mặt khác võ quán không có phong thiên chính còn có lý thiên chính vương thiên chính tìm thiên chính vô luận như thế nào trận chiến này tránh không được thạch vận mà nói để hạ hà, hà hà lãnh nguyệt cũng đều trầm mặc bọn hắn minh bạch thạch vận ý tứ trận chiến này không thể tránh né kim chỉ môn muốn, muốn giữ vững lúc đầu sản nghiệp vậy thì nhất định phải đến nghênh đón khiêu chiến không phải kim cương võ quán cũng sẽ là mặt khác võ quán không phải phong thiên chính cũng sẽ có những người khác việc đã đến nước này thạch vận đã không có lựa chọn nào khác thế là thạch vận trực tiếp đem quải trượng ném cho hạ hà, hà sau đó thạch vận cứ như vậy khập khiễng từng bước từng bước đi hướng lôi đài thạch vận ném đi quải trượng ngay cả đi đường đều khó khăn nhìn xem thạch vận mỗi đi một bước lông mày đều sẽ hơi nhíu lại người xung quanh đều trầm mặc bọn hắn lúc này tựa hồ mới ý thức được thạch vận là cái què một cái chân phế nhân không chỉ có không bằng võ giả thậm chí không bằng người bình thường bất quá cho dù lại gian nan thạch vận cũng từng bước một đi tới trên lôi đài thạch vận cùng phong thiên chính hai người đứng vững giữa lẫn nhau cách ba trượng khoảng cách toàn bộ kim cương võ quán tại thời khắc này tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều nhìn phía chính giữa võ đài hai bóng người trận chiến này cùng lúc trước la kim quét ngang liễu thành võ quán tựa hồ không cách nào so sánh được thế nhưng là độ chú ý lại tuyệt không thấp thậm chí độ chú ý còn muốn cao hơn ba hơi bỗng nhiên phong thiên chính động dù là thân mang toàn thân giáp ra thân hình của hắn độ linh hoạt giảm xuống rất nhiều thế nhưng là tốc độ thân pháp của hắn vẫn như cũ là thạch vận khó mà với tới phong thiên chính nói ba hơi nhưng thật ra là nói ba hơi đánh bại thạch vận thế nhưng là đây đã là rất bảo thủ phong thiên chính thân hình khẽ động không đến một hơi thời gian liền lẻn đến thạch vận trước người một trượng chi địa một khi bị phong thiên chính cận thân căn bản liền không dùng đến ba hơi có lẽ một hơi thời gian là đủ rồi không ai từng nghĩ tới phong thiên chính thế mà như thế quả quyết như vậy dứt khoát trực tiếp không quan tâm liền lấn đến thạch vận trước người phong thiên chính mục đích rất đơn giản chính là muốn cận thân không tiếc bất cứ giá nào cận thân một khi tới gần thân kết quả kia liền cơ hồ không có bất ngờ dưới trận rất nhiều người đều là võ giả thậm chí có đồng bì cảnh võ giả thấy cảnh này bọn hắn cũng hơi lắc đầu kết thúc phong thiên chính đã cận thân thạch vận dù là có phi châm thuật phi đao thuật cũng mặc không thấu phong thiên chính giáp ra đúng vậy a à, một khi cận thân thạch vận hẳn phải chết không nghi ngờ thạch vận hay là khinh thường phong thiên chính thân pháp tốc độ võ giả ở giữa một khi chủ quan vậy liền không có cơ hội cho dù là kim chỉ muôn người sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra nguy hiểm thạch vận có phi châm thuật phi đao thuật tốt nhất chiến thuật chính là một mực treo đối thủ liền phẳng phất chơi diều một dạng xa xa công kích đối thủ một một sáng tiêu hao đối phương thế nhưng là thạch vận không có đủ loại năng lực này dù sao thạch vận què một cái chân hắn cũng không có dạng này thân pháp cùng tốc độ giờ phút này trên lôi đài thạch vận nhìn thấy phong thiên chính nhanh chóng cận thân tựa hồ cũng không có kinh ngạc từ đầu đến cuối thạch vận đều lộ ra rất tỉnh táo ba bước hai bước một bước khi phong thiên chính lẻn đến thạch vận trước người một bước bên trong lúc thạch vận động mà lại khẽ động chính là thế lôi đỉnh vạn quân hưu một mảng lớn ngân mang lấp lóe tản ra lăng lệ hàn mang phi trầm tính ra hàng trăm phi châm giống như một mảnh thác nước màu bạc đồng dạng hướng phía phong thiên chính chút xuống mà đi thế nhưng là phong thiên chính tựa hồ đã sớm liệu đến hắn thậm chí đều không có né tránh bởi vì né tránh cũng không có bất cứ tác dụng gì phong thiên chính không lùi phản kích trực tiếp đấm ra một quyền một bước bên trong đã đến phong thiên chính bên trong phạm vi công kích một quyền này như bài sơn đảo hải đồng dạng tốc độ không tính quá nhanh thế nhưng là lực lượng mười phần một khi oanh ở trên thân thạch vận coi như không chết thạch vận xương ngực cũng sẽ sụp đổ phong thiên chính đón phi châm đấm ra một quyền phi châm đâm ở trên người phong thiên chính lúc lại mặc không thấu giáp ra nhao nhao rơi xuống đất quả nhiên thạch vận phi châm thuật không hề có tác dụng cùng lúc đó phong thiên chính nắm đấm cũng đã gần trong gang tấc giờ khác này phong thiên chính dưới bì giáp trên khuôn mặt đã nở một nụ cười hắn phảng phất có thể nhìn thấy hắn một quyền liền có thể đánh nát thạch vận xương ngực một quyền liền có thể giết thạch vận thế nhưng là thạch vận nhưng không có thi triển phi đao thuật hắn biết rõ lúc này thi triển phi đao thuật cũng không nhất định có thể xuyên thấu phong thiên chính giáp ra về phần tránh thạch vận không tránh được hắn cũng không muốn tránh bởi vậy thạch vận thế mà đồng dạng không lùi mà tiến tới trực tiếp tay phải một chỉ điểm ra một chỉ này điểm hướng về phía phong thiên chính yết hầu thế nhưng là cho dù là yết hầu phong thiên chính đều có giáp da có giáp da thạch vận ngón tay coi như có thể so với binh khí nhưng có thể hay không điểm xuyên giáp da cũng còn không nhất định coi như năng điểm mặc cũng không có uy lực gì thế nhưng là một khi phong thiên chính một quyền đánh vào thạch vận trên ngực cái kia thạch vận liền hẳn phải chết không nghi ngờ muốn đồng quy vu tận ta thành toàn người giờ khác này phong thiên chính tựa hồ đoán được thạch vận ý nghĩ thế nhưng là phong thiên chính rõ ràng hơn hắn nhiều nhất thụ thương mà thạch vận thì hẳn phải chết hắn một quyền người bình thường có thể tuyệt đối không thể thừa nhận thạch vận cũng chỉ là hai tay mài ra trên thân lại không có giáp ra làm sao ngăn trở hắn một quyền trong chớp mắt phong thiên chính tựa hồ cũng không có cảm giác được là lạ ở chỗ nào bành một quyền một chỉ hai người công kích đều rơi xuống trên người đối phương thạch vận toàn thân chấn động phong thiên chính một quyền này rất mạnh mặc dù kim cương võ quán võ công cũng không mài ra hai tay thế nhưng là phong thiên chính mượn nhờ khí thế lao tới trước một quyền này vẫn như cũ phi thường khủng bố nếu như là bình thường người đã sớm xương ngực sụp đổ bay rớt ra ngoài thế nhưng là thạch vận lại không nhúc nhích bộ ngực của hắn màng ra liền phẳng phất lão ngưu bì đồng dạng phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề nhưng cũng chỉ thế thôi hắn xương cốt không có phá toái lồng ngực cũng không có sụp đổ vẻn vẹn chỉ là cảm giác được đau đớn kịch liệt thôi cỗ này đau đớn thạch vận còn có thể chịu đựng cùng lúc đó thạch vận một chỉ cũng điểm vào phong thiên chính trên bì giáp đối phương giáp ra hoàn toàn chính xác rất cứng cỏi đồng dạng là tựa như lão ngưu bỉ thậm chí còn cứng cáp hơn thế nhưng là thạch vận xuất thân kim chỉ môn hắn mặc dù toàn thân mài ra nhưng không hề nghi ngờ hắn tiến công mạnh nhất một chút chính là ngón tay kim chỉ môn võ công có được đồng dạng lý niệm không cần mang binh lưỡi đao một ngón tay đi thiên hạ ngón tay chính là kim chỉ môn đệ tử mạnh nhất vũ khí thế nhưng là dù là ngón tay có thể so với binh khí nhưng thạch vận một chỉ này muốn xuyên phá giáp ra cũng gần như không có khả năng. Dù sao, thạch vận là thạch bì cảnh, lực lượng nhỏ một chút. Bất quá, thạch vận cũng không chỉ là phổ thông ngoại công võ giả. Hắn còn tại trong luyện tập nhà quyền bạo hùng công. Dù là bạo hùng công tăng trưởng quá chậm, nhưng cũng làm cho thạch vận toàn thân khí huyết bắp thịt lực lượng tăng lên rất nhiều. Huống chi, thạch vận còn có võ kỹ, tam trọng lãng. Sau một khắc, thạch vận thể nội liền tựa như thủy triều đồng dạng, khí huyết lao nhanh, bắp thịt toàn thân lực lượng bộc phát. Lập tức, thạch vận lực lượng liền đạt đến trước đó gấp 3. Dù sao, thời gian dài như vậy, Thạch Vận đã sớm lợi dụng màu xanh lá phá cảnh quang hoàn, đem tam trọng lãng gia tốc đến viên mãn chi cảnh. Bởi vậy, gấp ba lực lượng bạo phát xuống, Thạch Vận một chỉ liền xé mở phong thiên chính giáp ra. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, có thể xé mở phong đài nam chính giáp ra, đã tốt vô cùng. Dù sao, Thạch Vận vẻn vẹn chỉ là thạch bì cảnh. Cho dù là thiết bì cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ có thể xé rách giáp ra thôi. Một khi xé rách giáp ra, Thạch Vận lực lượng cũng cơ hồ dùng hết căn bản là không cách nào nhất cổ tác khí trực tiếp xuyên thủng phong thiên chính yết hầu phát giác được thạch vận ra trên người có chút không đúng về sau phong thiên chính trong lòng chấn kinh thân thể của ngươi cũng mày ra phong thiên chính mặc dù rất kinh ngạc thế nhưng là hắn trước tiên liền hướng lui lại muốn kéo mở cùng thạch vận khoảng cách nếu không thạch vận lại lần nữa lực lượng bộc phát nó ngón tay liền có thể đâm vào cổ họng của hắn chỉ khi nào kéo dài khoảng cách hắn liền chiếm cứ ưu thế bất quá thạch vận trừ ngón tay mà bên ngoài hắn còn có phi đao hắn phi đao vẫn luôn không có thi triển hắn vẫn luôn đang chờ đợi một cái cơ hội một cái có thể nhất kích tất sát cơ hội mà bây giờ cơ hội xuất hiện phong thiên chính giáp ra bị thạch vận ngón tay đâm xuyên xuất hiện một cái hố cứ việc cái lỗ nhỏ này rất nhỏ thế nhưng là đây cũng là thạch vận cơ hội hưu thạch vận đột nhiên dương một tay lên một thanh phi đao bắn nhanh mà ra bạch quang lóe lên phi đao liền thuận phong thiên chính trên bì giáp lỗ nhỏ trong nháy mắt chui vào phốc phốc phong thiên chính toàn thân run lên ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, phảng phất không thể tin được. Ngươi phong thiên chính chỉ vào thạch vận, lại không còn gì để nói. Thạch vận không hề động, hắn lẳng lặng nhìn phong thiên chính. Hắn phi đao không ra thì đã, vừa ra chính là tất sát. Phi đao thuật, bách phát bách trúng lệ vô hư phát, phong thiên chính, không cứu nổi, bịch. Phong thiên chính trùng điệp ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Hiển nhiên, phong thiên chính là sống không thành, oanh. Một màn này, để bốn phía lôi đài người đều chấn kinh, hai hơi, vẻn vẹn chỉ có hai hơi thời gian a thế mà liền đã phân ra được thắng bại không chỉ có phân ra được thắng bại hơn nữa còn phân ra sinh tử chỉ bất quá chết không phải thạch vận mà là phong thiên chính loại này hí kịch tính biến hóa đơn giản để vô số người đều chấn kinh dù sao bất luận nhìn thế nào phong thiên chính đều là chiếm cứ ưu thế một phương thậm chí là nghiền ép tính ưu thế thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt tình thế liền nghịch chuyển phong thiên chính chết rồi thi thể liền bày ở trên lôi đài thậm chí trong không khí còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi chết rồi phong thiên chính thế mà chết rồi thật là lợi hại phi đao bách phát bách chúng nhất kích tất sát đã sớm biết thạch vận phi đao thuật lợi hại thế nhưng là không nghĩ tới có thể lợi hại đến loại trình độ này nhỏ như vậy một sơ hở đều bị thạch vận bắt lấy thật sự là nổi tiếng không bằng thấy một lần cái này phi đao thuật vừa ra thật đúng là đáng sợ không ra thì đã vừa ra tất sát rất nhiều người đều kinh ngạc thạch vận phi đao thuật đơn giản vô cùng kỳ diệu nhỏ như vậy một cái hố thạch vận phi đao thuật đều có thể trúng mục tiêu trực tiếp liền xuyên thủng phong thiên chính yết hầu loại này phi đao thuật đơn giản vô cùng kỳ diệu thế nhưng là cũng có một chút cao thủ ánh mắt cũng rất ngưng trọng bọn hắn xem trọng lại cũng không là thạch vận phi đao thuật bọn hắn thấy được vừa rồi thạch vận nghịch chuyển mấu chốt phong thiên chính một quyền kia làm sao không thể chấn vỡ thạch vận xương ngực một quyền kia thạch vận hẳn là hẳn phải chết thế nhưng là hắn không có chết thạch vận thân thể cũng cọ sát ra thân thể mài ra, cái kia thạch vận những bộ vị khác có hay không mài ra, chẳng lẽ lại là một cái la kim, la kim lúc trước toàn thân mài ra, thậm chí đánh cho Liễu Thành đông đảo võ giả đều không ngóc đầu lên được. Có la kim tại một ngày, Liễu Thành liền không có võ giả cảm giác đối phó kim chỉ môn. La kim cường đại ở đâu, kỳ thật chính là toàn thân mài ra. Cơ hồ không có chút nào nhược điểm, la kim phản bội kim chỉ môn, đầu phục ma môn. Đây đối với Liễu Thành đông đảo thế lực tới nói là một chuyện tốt. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới đi một cái la kim lại toát ra một cái thạch vận ẩn ẩn có khả năng đồng dạng là toàn thân mài ra trong lúc nhất thời những võ giả này trên mặt thần sắc đều rất ngương trọng liễu thành có một cái la kim là đủ rồi hiện tại la kim đi bọn hắn tự nhiên đều không hy vọng liễu thành lại sinh ra một cái la kim bá kim cương võ quán quán chủ đột nhiên đứng dậy ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào thạch vận tản ra sát ý kinh khủng phong thiên chính chết rồi hắn đệ tử đắc ý nhất thậm chí đủ để truyền thừa y bát đệ tử thế mà chết rồi hắn làm sao có thể không phẫn nộ thế nhưng là nơi này là lôi đài sinh tử lôi đài dù là hắn lại hận cũng không thể động thủ tốt tốt một cái kim chỉ môn tốt một cái thạch vận đi một cái la kim lại tới một cái thạch vận cút đi kim cương võ quán quán chủ đi đến lôi đài ôm lấy phong thiên chính thi thể trong ánh mắt lộ ra khó mà che giấu bi thương thạch vận không nói gì nữa đã lên lôi đài đó chính là sinh tử chớ luận thạch vận ánh mắt quét qua ở trong đám người thạch phận thấy được mông đan mông đan con mắt khẽ híp một cái nhưng trên thực tế trong lòng nhưng cũng rất khiếp sợ một cái la kim cơ hồ đảo loạn toàn bộ liễu thành hắn đem kim chỉ muôn tất cả thiết bị cảnh võ giả đều bắt vào nhà giam nhưng người nào có thể nghĩ đến thạch phận một cái chỉ là thạch bì cảnh võ giả dĩ nhiên như thế hung hãn thạch phận không nói gì thêm mà là khập khẽnh xuống lôi đài sư đệ ngươi không sao chứ không có việc gì thạch phận lắc đầu kim chỉ muôn còn thừa không nhiều đệ tử Bây giờ nhìn lấy Thạch Vận trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động, cho dù là Hà Lãnh Nguyệt, Hạ Hà, Hà cũng giống như vậy. Dù sao, lần này Thạch Vận là trên lôi đài, một đối một chính diện giết chết Phong Thiên Chính. Đây chính là đồng bì cảnh phía dưới, cơ hồ đứng đầu nhất võ giả một trong. Thế nhưng là, vẫn như cũ chết tại Thạch Vận trong tay, bọn hắn làm sao có thể không rung động? Đi thôi. Thạch Vận mang theo Kim Chỉ môn, tự cường hội người, nhanh chóng rời đi Kim Cương Võ quán, chỉ là, Thạch Vận cùng Phong Thiên Chính trận chiến này ảnh hưởng lại vừa mới bắt đầu. Ha ha ha, ta đồ nhi ngoan, đệ tử giỏi. Liễu Thành trong phòng giam, một trận cười mở tiếng cười, truyền khắp toàn bộ lao ngục. Đây là kim phúc tiếng cười, hắn tự nhiên biết thạch vận đánh bại giết chết phong thiên chính tin tức. Đây quả thực là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, để kim phúc tâm tình vô cùng kích động. Nhất là, khi hắn biết được thạch vận cùng phong thiên chính chiến đấu chi tiết lúc, nỗi lòng càng là kích động. Toàn thân mài ra ha, hắn dám khẳng định, thạch vận hơn phân nửa là toàn thân mài ra. Dù là không phải toàn thân, nhưng Thạch Phận cũng khẳng định có toàn thân mài ra tín niệm. Toàn thân mài ra a à kỳ thật, con đường này là chính xác, chân chính ngoại công chính là đến toàn thân mài ra. Kim Phúc thở dài một tiếng, hắn thân là đồng bì cảnh võ giả, chỗ nào không biết toàn thân mài ra chỗ tốt, thậm chí hắn cũng coi là ngoại công cường giả tối đỉnh một trong. Tự nhiên biết, ngoại công sinh ra mới bắt đầu, kỳ thật chính là toàn thân mài ra, căn bản liền sẽ không chia rẽ. Chỉ có toàn thân mài ra mới sẽ không có bất kỳ thiếu khuyết từ đó cùng nội gia quyền so sánh thậm chí ngoại công nhưng thật ra là một đầu hoàn chỉnh võ công toàn thân mài ra luyện được cương kình cương kình kích thích cơ bắp khí huyết các loại chân chính ngoại công chính là từ ngoài vào trong thậm chí một khi sinh ra cương kình cái kia ngoại công võ giả đang luyện nội gia quyền lúc càng là có thể tiến triển cực nhanh viễn siêu bất luận cái gì nội gia quyền đệ tử chỉ tiếc ngoại công cuối cùng vẫn bị chia tách nguyên nhân chỉ có một chữ đó ngoại công luyện tập quá khó khăn mặc dù ngoại công đối với tư chất yêu cầu không lớn tựa hồ bất luận kẻ nào đều có thể luyện ngoại công rất nhiều người cũng có thể trở thành thạch bì cảnh võ giả tỷ lệ này nhưng so sánh nội gia quyền võ giả cao hơn nhiều thế nhưng là muốn toàn thân mài ra vậy liền khó khăn thật muốn toàn thân mài ra rất nhiều người luyện hai ba mươi năm mới khó khăn lắm có thể đạt tới thạch bì cảnh thế nhưng là hai ba mươi năm mới có thể đạt tới thạch bì cảnh cùng những cái kia nội gia quyền võ giả làm sao so tùy tiện nội gia quyền võ giả luyện cái mấy năm liền có thể nghiền ép ngoại công võ giả cái kia ngoại công còn có thể có đường ra cho nên về sau ngoại công liền dần dần xuất hiện phân hóa bắt đầu chia tách ngoại công đồng thời chuyên chú vào mài ra một bộ phận cứ như vậy ngoại công tiến cảnh tự nhiên là lớn hơn thậm chí còn có thể rất nhanh đạt tới đồng bì cảnh thế nhưng là dạo này ngoại công võ giả cũng cơ hồ đã mất đi tiến thêm một bước khả năng dù là may mắn ra đời cương kình nhưng này cương kình chỉ có thể tồn tại ở thân thể một bộ phận không cách nào kích thích toàn thân. Cho nên, ngoại công võ giả đường liền bị phá hỏng. Không chia tách ngoại công, cái kia mấy chục năm đều không có cái gì thành tựu. Chia tách ngoại công, võ sư phía trên đường lại bị phá hỏng. Bởi vậy, cái này ngoại công đến tột cùng như thế nào, kỳ thật liền nhìn cá nhân nhu cầu. Nhưng chân chính có dã tâm người, kỳ thật đều sẽ toàn thân mài ra. Chỉ có toàn thân mài ra mới có thể tiến thêm một bước. Tỉ như La Kim, đáng tiếc, La Kim đợi không được. Hắn cũng không muốn chờ đợi thời gian dài rằng giặc bây giờ thạch vận cũng đi lên toàn thân mài ra, đi lên hoàn chỉnh ngoại công đường. đây đối với thạch vận tới nói cũng không biết là phúc hay là họa. có lẽ thạch vận cả một đời đều không thể đột phá đến thiết bì cảnh. thôi, thạch vận nếu đi lên toàn thân mài ra con đường, vậy hắn con đường võ đạo liền nhất định gian khổ. bất quá, nhưng cũng so với chúng ta kim chỉ muôn tất cả võ giả đều có hy vọng, hy vọng sẽ có một ngày ta còn có thể nhìn thấy thạch vận có đột phá một ngày như vậy. kim phúc thấp giọng lầm bầm trong ánh mắt giống như hồ có một tia khát vọng cùng ước mơ ma môn bí mật phân đà bá la kim mở mắt trong tay của hắn có một tấm tờ giấy nhỏ phía trên ghi chép liên quan tới liễu thành một việc đại sự thạch phận thế mà cũng đi lên con đường này la kim thấp giọng lầm bầm tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn đối với thạch phận ấn tượng không sâu tại hắn trong ấn tượng thạch phận chính là cái bình thường võ giả chỉ là què một cái chân nhìn có chút đặc biệt trừ cái đó ra thạch phận không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt nhưng là bây giờ La Kim biết Thạch Phận rất đặc biệt, dám toàn thân mài ra người, đều là đối với mình có tuyệt đối tự tin, chỉ là La Kim cuối cùng vẫn đã mất đi tín niệm, hoặc là nói, hắn biết con đường kia đi không thông, đáng tiếc, con đường kia căn bản là đi không thông, không ai có thể toàn thân mài ra, luyện được cương kình, thành tựu võ sư, ta không được, ngươi cũng không có khả năng đi, La Kim tâm tình rất bình tĩnh, hắn không biết Thạch Phận có như thế nào dã tâm, cũng không thèm để ý Thạch Phận có phải thật vậy hay không toàn thân mài ra mặc kệ thạch vận có phải hay không toàn thân mài ra ngoại công đường đã phá hỏng thời gian nhoáng một cái một tháng thời gian đi qua một tháng này tương đối bình tĩnh từ khi thạch vận trên lôi đài đánh bại giết chết phong thiên chính toàn bộ liễu thành nhằm vào kim chỉ môn võ quán hành động tựa hồ liền ngừng lại mà kim cương võ quán cũng không có bất luận động tĩnh gì tựa hồ liền thật nhận thua thế nhưng là thạch vận nhưng không có một tia buông lỏng bây giờ lá bài tẩy của hắn đã toàn bộ bại lộ tự cường hội cũng tốt thực lực bản thân cũng được đều bại lộ. Thế nhưng là đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này cho hắn tranh thủ thời gian một tháng, đầy đủ. Thời gian một tháng này, Thạch Vận cái gì cũng không làm, chính là bế quan. Hắn điên cuồng lợi dụng vạn tượng cao mài ra. Rốt cục, Thạch Vận có thể ẩn ẩn cảm giác được toàn thân màng da đã gần như tiến không thể tiến vào. Thế nhưng là còn không có đạt tới cực hạn, tựa hồ còn kém một chút. Có lẽ một hai ngày, có lẽ ba năm ngày, Thạch Vận màng da nhất định có thể đạt tới thạch bì cảnh cực hạn. Ông, bỗng nhiên. Thạch Vận trước mắt hơi cho đảo một cái, hắn thấy được màu đỏ phá cảnh quang hoàn đã hoàn toàn khôi phục, nói cách khác, Thạch Vận có thể sử dụng màu đỏ phá cảnh quang hoàn, cũng chỉ chờ hắn đạt tới thạch bì cảnh cực hạn, liền có thể lợi dụng phá cảnh quang hoàn đột phá. Thạch Vận rất rõ ràng, thực lực mới là duy nhất, chỉ cần hắn có thực lực, chí ít đạt tới La Kim thực lực như vậy, liền xem như sư phụ, hắn cũng có thể cứu ra. Như bây giờ loạn thế, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ là rất hỗn loạn, rất bi thảm. Thế nhưng là, đối với võ giả tới nói, đây chính là tốt nhất thời đại. Trần đại nhân, ngươi rốt cuộc đã đến, đại nhân đến, ta cũng có thể thở phào." Mông Đan đối với trước mắt thân mang quan bảo nam tử trung niên nói ra. Trần Quang nhìn thoáng qua Mông Đan, hắn biết Mông Đan, trên thực tế, Trần Quang là chủ động xin đi giết giặc đi vào Liễu Thành. Hắn vốn là kinh thành con em thế gia, bối cảnh thâm hậu, nhưng không biết nguyên nhân gì, hắn chủ động xin đi giết giặc đi tới Liễu Thành tiền nhiệm. Bởi vậy, Trần Quang đối với Mông Đan cũng hiểu rất rõ mông tướng quân không cần đa lễ trong khoảng thời gian này làm phiền mông tướng quân nếu không có mông tướng quân tọa trấn liễu thành còn không biết liễu thành loạn thành bộ dáng gì trần quang ngữ khí ôn hòa để cho người ta bất chi bất giác liền cảm thấy thân cận sau đó trần quang bắt đầu tiếp nhận nha môn sự vụ mông đan cũng là toàn bộ hành trình cùng đi trợ giúp trần quang hiểu rõ toàn bộ nha môn trần quang quen thuộc một chút nha môn sự vụ bỗng nhiên trần quang mở miệng hỏi ám sát dương đại nhân thích khách la kim có hay không bắt được Mông Đan hơi sững sờ, nhưng lập tức lắc đầu nói, "La Kim đầu phục Ma Môn, hành tung quỷ bí, bây giờ đã bật vô âm tín. Ma Môn, Trần Quang cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ma Môn đối với toàn bộ đại càn triều đình đều là rất nhức đầu vấn đề. Mông Đan bắt không được người cũng rất bình thường. Bất quá, ta nhìn vụ án hồ sơ, cái này La Kim là Kim Chỉ Môn đại sư huynh, Kim Chỉ Môn võ quán quán chủ, cùng lúc trước xuất hiện tại nha môn lực Kim Chỉ Môn đệ tử, ngươi cũng hết thảy bắt vào đại lao." "Đúng." bọn hắn hiện tại còn giam giữ tại trong đại lao mặc cho đại nhân xử trí mông đan không có xử trí kim phúc bọn người kỳ thật chính là đang đợi trần quang tiền nhiệm chờ trần quang tiền nhiệm chuyện này tự nhiên là do trần quang xử lý trần quang ngón tay đánh có trong hồ sơ trên bàn tựa hồ đang suy nghĩ hồi lâu trần quang ngừng lại hắn ngẩng đầu lên nhìn xem mông đan giọng bình tĩnh nói la kim cùng ma môn cấu kết kim chỉ môn khó từ tội lỗi nếu mông tướng quân đã bắt kim chỉ môn người vậy liền hết thảy chém đi cũng coi là đối với Liễu Thành trấn nhiếp, câu kết ma môn chính là như vậy hạ chàng. Trần Quang trong ngữ khí mang theo lạnh lẽo sát ý, Mông Đan trong lòng run lên. Vừa rồi Trần Quang nhìn còn rất hòa khí, nhưng là bây giờ lại là sát cơ lộ ra. Hiển nhiên, Trần Quang hòa khí chỉ là mặt ngoài, chân chính Trần Quang, đó cũng là sát phạt quyết đoán, là một kẻ hung ác. Vâng, đại nhân, Mông Đan không có thay Kim Chỉ Muôn nói chuyện. Kim Chỉ Muôn người có chết hay không, cùng hắn không có quan hệ. Tốt, vậy liền đi gián tiếp thông cáo đi. Bảy ngày sau hành hình, lần này Triều Đình đã toàn quyền trao tặng bản quan xử lý Liễu Thành ma môn công việc, phạm liên quan đến ma môn người đều có thể tiền trảm hậu tấu. Mông Đan trong lòng run lên, Trần Quang đây là đối với Liễu Thành các đại thế lực trấn nhiếp a. À. Triều Đình không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là cấu kết ma môn. Mông Đan lui xuống, dù sao chuyện này cùng hắn võ quán, về sau Liễu Thành đến tụ cùng thế nào, vậy cũng là Trần Quang phụ trách. Rất nhanh, nha môn liền gián tiếp ra thông cáo. Toàn bộ Liễu Thành lập tức liền truyền khắp cái gì? Kim chỉ môn cùng ma môn cấu kết, người liên quan các loại hết thảy đều muốn chặt đầu, lấy hành quyết điển. Kim Phúc, đây chính là đồng bì cảnh võ giả A, tại chúng ta liễu thành thế nhưng là đứng đầu nhất người một trong, bây giờ cũng phải bị nha môn chặt đầu. Kim chỉ môn là triệt để xong, xem ra vị này trần quang đại nhân, đó là lôi lệ phong hành, kẻ đến không thiện A. Không biết Kim chỉ môn võ quán, Kim Phúc những đệ tử kia biết tin tức này sẽ như thế nào? Hắc hắc, có thể thế nào, chỉ có thể tiếp nhận, chẳng lẽ lại còn có thể đi cướp ngục? rất nhiều người đều tại thông cáo trước nghị luận ẩm ý, trước kia mông đan chỉ là nhốt kim phúc bọn người. Dù sao còn không có định tội, cái kia kim phúc còn có đi ra hy vọng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, mới tới Trần Quang, dĩ nhiên như thế sát phạt quyết đoán. Vừa đến đã muốn bắt kim chỉ môn khai đao, lần này muốn đầu người cuồn cuộn, toàn bộ liễu thành cũng vì đó chấn động. Rất nhanh, tin tức lan truyền nhanh chóng, tự nhiên cũng truyền đến kim chỉ môn. Trong lúc nhất thời, kim chỉ môn như là đại họa lâm đầu đồng dạng. Nghe được tin tức này, Nguyên bản còn có một số đệ tử ngốc tại Kim Chỉ môn, thế nhưng là, tin tức này truyền ra sau, đại bộ phận thạch bì cảnh đệ tử cũng đều tiêu thất vô tung. To như vậy một cái Kim Chỉ môn, chân chính võ giả ngay cả 10 người đều thu thập không đủ. Hiển nhiên, mọi người đều biết Kim Chỉ môn xong, tiếp tục ở tại Kim Chỉ môn, nói không chừng ngày đó liền liên lụy tới bọn hắn. Hà Lãnh Nguyệt cùng Hạ Hà, Hà tạm thời chủ trì Kim Chỉ môn võ quán công việc. Bọn hắn biết được tin tức này về sau, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đi, đi tìm Thạch Phận sư đệ có lẽ hiện tại chỉ có thạch vận sư đệ có thể có biện pháp hạ hà cùng hà lãnh nguyệt lập tức lên đường tiến về thạch vận nơi ở tiến đến thạch vận một lần lại một lần mài ra da, da của hắn đã trở nên đen kịt mà lại phi thường thô giáp tựa như một tầng thật dày vết chai đồng dạng thế nhưng là vô luận thạch vận làm sao mài ra da, da của hắn tựa hồ cũng sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào thật lâu thạch vận ngừng lại rốt cục đến cực hạn a thạch vận thấp giọng lầm bầm hắn trước mấy ngày liền ẩn ẩn cảm giác được mang ra tựa hồ đã đến cực hạn nhưng tựa hồ lại còn có như vậy một chút xíu tăng lên không gian hiện tại lại trải qua mấy ngày mài ra dù là cái kia một chút xíu tăng lên không gian thạch vận cũng rốt cục đạt đến hiện tại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn thân màng da đã đến cực hạn căn bản là không có biện pháp tăng lên nữa đây chính là bình cảnh thạch vận cố gắng thời gian dài như vậy chính là vì có thể đạt tới thạch bì cảnh cực hạn bắt đầu đi thạch vận không có một chút do dự hắn nhanh chóng đem thất tuyệt đồng bì công lạc ấn trực tiếp chuyển tiến vào phá cảnh quang hoàn bên trong. Oanh, quả nhiên, phá cảnh quang hoàn hơi chấn động một chút, cũng không có đem lạc ấn dung ra. Ngược lại là thạch vận trong đầu một trận oanh minh, liền phảng phất thạch vận thể nội có một cái khí cầu đồng dạng, trực tiếp liền phát nổ. Ngay sau đó, thạch vận bộ ra toàn thân bắt đầu nhanh chóng thuế biến. Cái này quá trình thuế biến là quá trình tiến lên tuần tự, khi phá vỡ bình cảnh kia, xuyên phá tầng kia, ra kia liền sẽ từ từ thuế biến, thạch vận vươn hai tay. Giờ phút này, hai tay của hắn làn da có chút biến thành màu đen. Thế nhưng là, biến thành màu đen hai tay làn da, nhưng dần dần mọc ra một tầng da trắng. Phẳng phất như là rắn lột da đồng dạng, thạch vận không chỉ có hai tay, thậm chí ngay cả toàn thân làn da đều đang lột da. Thạch vận biết, đây chính là thuế biến, một khi triệt để chóc da về sau, cái kia thạch vận liền triệt để đạt đến thiết bị cảnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc đầu chóc da quá trình này, khả năng cần tiếp tục mấy ngày. Thế nhưng là, thạch vận phá cảnh quang hoàn cũng rất kỳ lạ một khi vận dụng phá cảnh quang hoàn đột phá cái kia không chỉ có thể đột phá đồng thời còn có thể nhanh chóng vững chắc tất cả đột phá biến hóa cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bày biện ra tới hiện tại thạch vận chính là như vậy hắn toàn thân trên dưới làn da điên cuồng sinh trưởng sau đó lại từ từ chút bỏ một lớp da lột xác quá trình có chút dị dạng một loại tê tê dại dại cảm giác để thạch vận không nhịn được muốn đi xé mở làn da xoẹt thạch vận đối với trên tay lột ra làn da nhẹ nhàng xé ra quả nhiên làn da bị xé mở mới mọc ra làn da cùng thạch bì cảnh không giống với không có đen như vậy thoạt nhìn cũng chỉ so với người bình thường hơi đen một chút giống như bị thái dương phơi lâu một dạng mà lại toàn thân làn da cũng không có vết chai làn da sờ lên không có rắn như vậy ngược lại có một ít mềm hóa nhưng trình độ bền bỉ lại chỉ có hơn chứ không kém thạch vận tiện tay lấy ra một thanh phi đao hắn dùng phi đao nhẹ nhàng tại trên da vạch một cái làn da liền như là lão ngưu bì một dạng không có để lại bất cứ dấu vết gì Thế là, thạch vận không ngừng gia tăng lực lượng. Cuối cùng, thạch vận cơ hồ dùng lực lượng lớn nhất, tại trên da cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại một đạo bạch ngấn. Điều này không khỏi làm thạch vận chấn động trong lòng, rất là chấn kinh. Thiết bị cảnh võ giả mạnh đến loại tình trạng này. Đây là đã đau thương bất nhập thạch vận thấp giọng lầm bầm, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia tinh mang. Thạch bì cảnh, thiết bì cảnh, chỉ là nhìn danh tự liền có thể nhìn ra. Trên thực tế, thiết bì cảnh chính là để làn da trở nên có thể so với tinh thiết. Đau thương bất nhập, đây mới là bình thường thiết bị cảnh võ giả. Ngoại công mài ra, trên thực tế chính là để làn da trở nên đau thương bất nhập, không gì sánh được cứng cỏi. Ngoại công, bản thân liền là một loại phòng ngự võ công. Mặc kệ bộ vị nào mài ra, trên bản chất đều là để làn da trở nên cứng cỏi không gì sánh được, trên thực tế chính là phòng ngự. Tỷ như thạch vận kim chỉ công, hai tay của hắn làn da, hiện tại cũng đồng dạng là đau thương bất nhập. Mà ngón tay cứng rắn như sắt, đó cũng là mài ra kèm theo hiệu quả. Thạch vận đã ẩn ẩn bắt được ngoại công bản chất, bản chất chính là phòng ngự mà đồng dạng ngoại công võ giả vì cái gì đến thiết bị cảnh đều không thế nào mạnh thậm chí người bình thường đều có thể giết chết thiết bị cảnh võ giả nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì ngoại công không được đầy đủ ngoại công không được đầy đủ liền có thiếu hụt người bình thường có thể lợi dụng thiếu hụt từ đó giết chết thiết bị cảnh võ giả thậm chí đồng bì cảnh võ giả cũng giống như vậy ngoại công chân chính chỗ cường đại hay là được hoàn chỉnh ngoại công mới được thạch vận chính là hoàn chỉnh ngoại công toàn thân mài ra giờ phút này đạt đến thiết bì cảnh thạch vận toàn thân đều vững như tinh thiết đau thương bất nhập lúc này thạch vận coi như đối mặt mấy chục hơn trăm người cũng không cần e ngại trừ loại kia trọng nỗ coi như là bình thường tên nỏ đều không thể xuyên thủng thạch vận làn ra đây mới thực sự là danh xứng với thực thiết bì cảnh một khi đến thiết bì cảnh đôi này luyện tập xong cả ngoại công võ giả tới nói đó chính là bay vọt về chất từ thạch bì cảnh đến thiết bì cảnh là chân chính bay vọt về chất thậm chí so thiết bị cảnh đến đồng bì cảnh tăng lên còn muốn lớn. Bởi vì đến thiết bị cảnh, đó chính là đau thương bất nhập, cơ hồ không có nhược điểm. Người bình thường tại chính thức thiết bị cảnh võ giả trước mặt, đó chính là dê đợi làm thịt, không có chút nào sức chống cự. Cho dù là thiên quân vạn mã, thiết bị cảnh võ giả cũng có thể chính diện xông vào, khó trách mông đan kiên kỵ la kìm. Luyện tập xong cả bản ngoại công võ giả, một khi đạt đến thiết bị cảnh trở lên, lại nhiều người bình thường cũng mất bất cứ tác dụng gì thạch vận trong lòng lửa nóng hắn không biết nội gia quyền võ giả như thế nào, thế nhưng là bản đầy đủ ngoại công thiết bì cảnh cái kia thật là quá mạnh. lúc này mới phù hợp thạch vận trong suy nghĩ võ giả hình tượng. nguyên lai những người khác luyện xóa những cái kia ngoại công võ giả đem ngoại công phân tách đơn giản chính là sai lầm lớn nhất. thạch vận tình nguyện hoa một hai chục năm đi luyện tập bản đầy đủ ngoại công như may mắn đạt tới thiết bì cảnh coi như mấy chục trên trăm cái ngoại công võ giả đều không gây thương tổn được hắn mảy may. giờ khắc này thạch vận mới cuối cùng là có sức tự vệ dù là liễu thành lại có thế lực mới đối phó kim chỉ môn hoặc là đối phó thạch vận thạch vận cũng có thể thong dong ứng đối đây chính là thực lực lực lượng trung quy đến cùng đối với võ giả tới nói thực lực mới là trọng yếu nhất thạch vận đứng dậy đang muốn thử một lần hắn bây giờ kim chỉ công uy lực bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc thạch vận sư đệ xảy ra chuyện thạch vận cẩn thận nghe chút đây là hạ hà thanh âm thế là thạch vận mở ra cửa lớn ngoài cửa lớn hạ hà Hà Lãnh Nguyệt cùng Kim Chỉ Muôn còn lại đệ tử đều đứng ở ngoài cửa. Thạch Vận thô sơ giản lược xem xét, thậm chí cũng chưa tới 10 tên võ giả. "Hạ hà, hà sư huynh, xảy ra chuyện gì?" Thạch Vận hỏi. Hạ Hà trầm giọng nói, "Mới tới phủ Tôn Trần Quang, chuẩn bị 7 ngày sau đem sư phụ cùng chư vị sư huynh cùng nhau xử trảm. Đại bộ phận sư đệ cũng đều rời đi Kim Chỉ Muôn, hiện tại toàn bộ Kim Chỉ Muôn cũng chỉ còn lại có chúng ta những người này. Ta muốn không đến những biện pháp khác, chỉ có thể tìm đến Thạch Vận sư đệ thương lượng đối sách." hạ hà, hà một năm một người đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói rồi đi ra mới tới phủ tôn trần quang bảy ngày sau xử trảm sư phụ thạch phận con mắt có chút ngưng tụ hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn hoặc là nói thạch phận đã sớm dự liệu được đây là chuyện sớm hay muộn la kim đầu nhập vào ma môn ám sát mệnh quan triều đình dạng này tội là trọng tội mông đan bắt sư phụ cùng kim chỉ môn đông đảo đệ tử vậy cũng bình thường mông đan không có xử lý chính là chờ lấy cho tân nhiệm phủ tôn xử lý hiện tại xem ra tân nhiệm phủ tôn đây là chuẩn bị giết một người dân trăm người cầm kim chỉ môn lập uy không vội mọi người tiến đến ngồi đi thạch vận để đám người tiến đến sau đó thạch vận lại gọi đến tự cường hội ngưu đại lực đi điều tra một chút tân nhiệm phủ tôn là thân phận gì bối cảnh vâng hội trưởng thế là ngưu đại lực nhanh chóng đi xuống đây cũng là có thủ hạ chỗ tốt một số việc có thể giao cho thủ hạ đi làm đại khái một lúc lâu sau ngưu đại lực một lần nữa trở về hội trưởng Tân nhiệm phủ tôn nghe nói là kinh thành Trần Gia Đích hệ tử đệ. Lần này đi vào Liễu Thành cũng là Trần Quang chủ động xin đi giết giặc, đoán chừng muốn đi vào Liễu Thành kiến công lập nghiệp. Thạch vận nhẹ gật đầu, một cái con em thế ra, chủ động xin đi giết giặc đi vào Liễu Thành cái này vắng vẻ chi địa. Không làm tiền không làm quyền, vậy cũng chỉ có một cái mục đích. Mạ vàng, Liễu Thành hiện tại đã là nơi thị phi. Thế nhưng là, một khi xử lý tốt, đây chính là một cái đại công tích. Tốt, ta đã biết, thạch vận nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cũng đang nhanh chóng tính toán. Cướp ngục đương nhiên là không có khả năng cướp ngục, trừ phi hắn muốn đầu nhập vào tam thánh giáo hoặc là trở thành phản tặc. Đại càn mặc dù lung lay sắp đổ, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thạch vận nếu thật là lật bàn, triều đình kia vài phút cũng có thể diệt hắn. Nếu không có khả năng cướp ngục, vậy cũng chỉ có thể từ trên thân Trần Quang lấy tay. Chỉ cần Trần Quang nguyện ý buông tha Kim Phúc, cái kia Kim Phúc liền không sao, liên đới lấy toàn bộ kim chỉ môn đều sẽ không có việc gì hiện tại vấn đề mấu chốt ở chỗ trần quang chỉ cần trần quang gật đầu cái kia kim chỉ muôn cùng sư phụ liền đều vô sự nếu là trần quang khư khư cố chấp vậy thì phiền toái thạch vận ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua cuối cùng rơi xuống hà lãnh nguyệt trên thân hà lãnh nguyệt cũng chú ý tới thạch vận ánh mắt lạnh lùng nói mỹ nhân kế ngươi tìm những người khác ách hạ hà nhìn một chút thạch vận lại nhìn một chút hà lãnh nguyệt sắc mặt biến đến có chút cổ quái thạch vận lại tựa hồ như không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì mà là thản nhiên nói trần quang cũng không tốt sắc đẹp nếu muốn đánh động trần quang chỉ có thể có một cái biện pháp cho trần quang muốn công tích trần quang là đến mạ vàng hắn muốn công tích vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp cho hắn thạch phận ánh mắt sắc bén lộ ra rất tự tin thế nhưng là trần quang muốn bắt lấy la kim thậm chí tìm tới ma môn dấu vết để lại chúng ta làm sao cho hạ hà cười khổ nói hắn cũng không ngu ngốc bị thạch phận một nhắc nhở hắn liền lập tức minh bạch trần quang mục đích nếu muốn đánh động trần quang chỉ sợ so cướp ngục còn khó tất cả mọi người vô kế khả thi tựa hồ xa vào đến một cái ngõ cụt la kim bắt không được ma môn tung tích cũng tìm không thấy làm sao để trần quang hài lòng tốt các ngươi đều trở về đi chuyện này ta đi làm nếu như hết thảy thuận lợi đoán chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy sư phụ thạch vận đứng dậy trong giọng nói mang theo tự tin rất nhanh liền có thể nhìn thấy sư phụ hạ hà trong lòng hơi động kinh ngạc nhìn thạch vận ta đi gặp một hồi trần quang nói xong thạch vận liền khập khiễng hướng thẳng đến nha môn đi đến thạch vận một người đi tới nha môn trước hắn vừa hay nhìn thấy mông đan mông đan ngay tại nha môn bên ngoài tựa hồ ngay tại chỉnh huấn sĩ tốt nhìn thấy thạch vận đi vào nha môn trước mông đan con mắt khẽ híp một cái trầm giọng hỏi thạch vận ngươi đến nha môn làm gì mông tướng quân ta đi cầu gặp trần quang đại nhân cầu kiến trần đại nhân mông đan nhìn xem thạch vận lắc đầu nói ngươi cũng chớ có hao tâm tổn trí cơ trần đại nhân đã trương thiếp thông cáo đối với kim chỉ môn một loại người công khai hành hình coi như ngươi gặp được trần đại nhân cũng vô dụng Mông Đan biết đại khái, Thạch Vận nhất định là vì Kim Chỉ môn sự tình, nhưng vô luận Trần Quang có gặp hay không Thạch Vận, kết quả cũng sẽ không cải biến. Xin mời Mông đại nhân dẫn tiến, Thạch Vận ngữ khí không vội không chậm, nhưng lại để lộ ra một tia kiên định. Vô luận như thế nào, hắn đều được nhìn thấy Trần Quang. Mông Đan trầm ngâm một hồi, ánh mắt cũng trên dưới Thạch Vận dò xét, hiện tại Thạch Vận đã xưa đầu bằng này, toàn thân mài ra, thậm chí một đối một chính diện giết chết Phong Thiên Chính, hơn nữa còn nắm giữ lấy tự cường hội. Thạch Vận tại Liễu Thành cũng không còn là cái tiểu tốt tử mà là rất có phân lượng. Nghĩ tới đây, Mông Đan lập tức gật đầu nói, "Thôi được, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp Trần đại nhân." Tạ ơn Mông tướng quân, thế là Thạch Vận liền đi theo Mông Đan sau lưng đi vào nhà môn. Trần đại nhân, Kim Chỉ Muôn Thạch Vận cầu kiến. Mông Đan đối với một người nho nhã nam tử trung niên nói ra. Thạch Vận gặp được Trần Quang, đối phương mặc trường bào, nhìn rất văn nhã. Trần Quang nhìn thoáng qua Mông Đan, cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn phía Thạch Vận. Hiển nhiên Mông Đan có thể mang Thạch Vận tới gặp hắn, đã nói lên Thạch Vận không phải người bình thường, chí ít có đầy đủ phân lượng. Thạch Vận, ngươi tìm bản quan có chuyện gì? Trần Quang trầm giọng hỏi, Thạch Vận nhìn thoáng qua Mông Đan. Mông Đan cũng thần thức thú, hành lễ nói: "Đại nhân, hạ quan cáo lui." Mông Đan rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Thạch Vận cùng Trần Quang hai người. Thạch Vận khẽ khom người hành lễ nói: "Gặp qua Trần đại nhân, ta tìm đến Trần đại nhân, tự nhiên là bởi vì kim chỉ môn sự tình." Hy vọng Trần Đại Nhân có thể buông tha sư phụ Kim Phúc cùng Kim Chỉ Muôn cả đám người. Trần Quang ngẩng đầu, hắn không có quá kinh ngạc. Mông Đan giới thiệu Thạch Vận thân phận là Kim Chỉ Muôn người lúc, Trần Quang liền đã đoán được Thạch Vận mục đích. Trần Quang hừ lạnh một tiếng nói, Kim Chỉ Muôn đại sư huynh La Kim cấu kết ma môn, ám sát mệnh quan triều đình, dạng này trọng tội há có thể khoan dung. Bất kể nói thế nào, Kim Phúc cùng Kim Chỉ Muôn cả đám người đều chạy không thoát liên quan. Bản quan không có hạ lệnh đem Kim Chỉ Muôn triệt để niêm phong đã là mở một mặt lưới trần quang cự tuyệt cái này tự nhiên tại thạch vận trong dự liệu muốn thuyết phục trần quang buông tha kim phúc bọn người khẳng định phi thường khó khăn bất quá thạch vận cũng không có nghĩ tới thuyết phục trần quang thạch vận hít một hơi thật sâu bỗng nhiên trầm giọng hỏi trần đại nhân ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào liễu thành cuốn vào nơi thị phi này mục đích không cần nói cũng biết bất quá trần đại nhân lẻ loi một mình đến đây muốn triệt để nghiêm túc liễu thành chỉ sợ chẳng phải dễ dàng trần đại nhân còn cần một ít gì đó tỉ như một cây đao một thanh có thể thay đại nhân chém trừ hết thảy trở ngại đao mà ta có lẽ có thể trở thành đại nhân cây đao kia thạch vận dứt lời tại trần quang trong tai liền giống như một cái kinh lôi đồng dạng ánh mắt hắn khẽ híp một cái nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm thạch vận tựa hồ trần quang cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy thạch vận phảng phất tại nhận thức lại thạch vận đồng dạng vừa rồi thạch vận đi tới lúc trần quang đã thấy thạch vận khập khiễng chân của ngươi trần quang có chút trần chờ què nhưng cũng không ảnh hưởng ta trở thành đại nhân đao, Thạch Vận ngữ khí rất bình tĩnh, cũng lộ ra một cỗ cường đại tự tin, Trần Quang như có điều suy nghĩ, hoàn toàn chính xác, hắn chính là kinh thành con em thế gia, đi vào Liễu thành, cuốn vào trong thị phi, mục đích là cái gì? Không có khả năng thật là vì dân chờ lệnh, mục đích của hắn tự nhiên là muốn làm ra một phen công tích, càng là nơi thị phi, càng có thể làm ra công tích, đương nhiên, cái này cũng rất khó. Thế nhưng là, nếu như Thạch Vận thật có thể trở thành trong tay hắn một cây đao, Vậy thật đúng là có khả năng làm ra một phen công tích, Trần Quang trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lập tức trầm giọng nói ra, bản quan yêu cầu đao sẽ rất sắc bén, có thể chảm phá hết thảy trở ngại. Ngươi, đủ sắc bén sao? Thạch Vận không nói gì, nói lại nhiều cũng không bằng hành động thực tế. Huống chi, Trần Quang người như vậy, khẳng định cũng sẽ không nhẹ tin người. Thành Đông gia chủ Vương gia, nghe nói cùng Tam Thánh giáo tư thông, buôn bán lương thực, đồ sắt cho phản quân, nhưng làm sao Vương gia làm việc bí ẩn? cho dù là mông đan tướng quân cũng không có chứng cứ cho nên nha môn xử trí không được vương ra chuyện này để bản quan rất đau đầu trần quang bỗng nhiên mở miệng nói ra mà lại nói hay là không quan hệ chút nào sự tình liền phảng phất tại phàn nàn đồng dạng bất quá thạch vận nghe xong trong ánh mắt tinh mang chớp động hắn hiểu được trần gia a đại nhân xin mời lặng chờ tin lành nói xong thạch vận liền trực tiếp quay người rời đi nhìn xem thạch vận khập khẽnh từ từ rời đi nha môn trần quang sau lưng dần dần đi ra một tên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt dáng người khôi ngô lão giả. Lục lão, ngài cảm thấy cái này thạch vận như thế nào? Trần Quang hỏi. Ngữ khí tựa hồ đối với lão giả này còn có chút tôn kính. Lục lão sắc mặt có chút trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói, hắn rất nguy hiểm. Nguy hiểm, Trần Quang sắc mặt hơi đổi, đúng, rất nguy hiểm. Có thể làm cho lão phu cảm thấy nguy hiểm, cái này thạch vận không đơn giản. Bất quá, hắn trung quy là ngoại công võ giả, coi như lại nguy hiểm. Chỉ cần không thành võ sư, lão phu đều có thể hộ đến công tử chu toàn trần quang lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra cái này lục lão thật không đơn giản là hắn từ trong nhà mang gia đình tiêm cao thủ võ sư phía dưới nhất lưu võ giả mà lại không phải loại kia luyện không trọn vẹn ngoại công ngoại công võ giả mà là nội gia quyền võ giả nội gia quyền đây chính là toàn phương vị tăng lên tố chất thân thể võ sư phía dưới nhất lưu võ giả phi thường khủng bố cũng chính bởi vì có lục lão trần quang mới dám đi vào liễu thành chỗ thị phi này cái này thạch vận xem ra có chút thủ đoạn bất quá như hắn thật sự là một thanh đao sắc bén, tại Liễu Thành cũng không phải không thể dùng. Liên nhìn hắn có thể làm được một bước nào. Trần Quang ý vị thâm trường nói ra, tựa hồ ai cũng không biết hắn chân trình ý nghĩ. Thạch vận về tới chỗ ở, Hà Lãnh Nguyệt, Hạ Hà vội vàng hỏi, Thạch vận sư đệ, thế nào? Lại nhiều chờ mấy ngày, hẳn là cũng không có cái gì chuyện. Hà Lãnh Nguyệt cùng Hạ Hà đều nửa tin nửa ngờ, làm sao có thể không có việc gì. Thạch vận đi nha môn một chuyến, Trần Quang liền có thể thả kim chỉ môn người. Làm sao có thể? thạch vận sư đệ ngươi hạ hà còn muốn hỏi thăm nhưng lại bị thạch vận vung tay lên ngăn trở các ngươi đi về trước đi đến lúc đó chờ sư phụ đi ra tự nhiên biết trần quang lời nói là thật là giả nhìn xem thạch vận rõ ràng không muốn nói ra nguyên nhân hạ hà cùng hà lãnh nguyệt liếc mắt nhìn lẫn nhau cuối cùng hai người vẫn là không có truy vấn ngọn nguồn đi thẳng thạch vận nơi ở trong viện chỉ còn lại có thạch vận một người thành đông vương gia ngược lại là có ý tứ nguyên lai like vương gia làm lấy giống như ta sinh ý chỉ là tựa hồ không phải thông qua khánh nguyên đạo mà là thế lực khác xem ra tam thánh giáo còn có mặt khác quân cờ khánh nguyên đạo cũng vẻn vẹn chỉ là một con cờ thôi thạch vận suy nghĩ rất nhiều khánh nguyên đạo mặc dù cùng tam thánh giáo có quan hệ nhưng tam thánh giáo không có khả năng chỉ có khánh nguyên đạo một con cờ tam thánh giáo có thể bố trí rất nhiều quân cờ cứ như vậy coi như một con cờ bị hủy vậy cũng không ảnh hưởng tam thánh giáo trần quang muốn cầm vương gia khai đao chỉ sợ cũng không phải là thật muốn đà kích vương gia mà là muốn đem vương gia nắm giữ ở trong tay dù sao vương gia là hào cường nắm giữ lấy liễu thành rất nhiều tài nguyên vô luận là lương thực vải vóc dược liệu các loại ngành nghề đều có đọc lướt qua nắm giữ vương gia trần quang cũng coi là có tiền có lương triệt để tại liễu thành đứng vững gót chân chỉ là trần quang muốn nắm giữ vương gia vậy thì phải nhìn thạch vận cây đao này phải chăng sắc bén vương gia đây chính là có đồng bì cảnh võ giả điểm này thạch vận rất rõ ràng thậm chí vương gia không chỉ một vị đồng bì cảnh mà là hai vị vương gia có tiền một mực cung cấp nuôi dưỡng lấy hai vị đồng bì cảnh võ giả về phần đồng bì cảnh trở xuống võ giả vậy thì càng nhiều muốn giải quyết gia chủ vương gia rất khó cũng khó trách trần quang dùng vương gia đến ước lượng một chút thạch vận phân lượng chuyện này làm xong kim chỉ môn sự tình đều là việc nhỏ trần quang rất nhanh liền có thể phóng thích kim phúc chuyện này nếu là làm không xong cái kia kim phúc bọn người vẫn như cũ sẽ ở bảy ngày sau bị xử trảm thạch vận đứng dậy hắn đổi một bộ y phục dạ hành che khuất khuôn mặt chỉ là hắn cái này khập khẽnh bộ dáng chính là lớn nhất đặc thù nếu thật là xông vào vương gia chỉ cần người của vương gia không ngốc nhất định có thể nhận ra thạch vận chỉ là có thể nhận ra thì như thế nào chỉ cần không phải bị bắt lại thạch vận liền có thể thế thốt phủ nhận mà hắn lại trở thành trần quang đao trong tay vương gia còn có thể như thế nào lần trước đại tỷ sự tình cũng cùng nhau chấm dứt đi thạch vận không có quên đại tỷ tại vương gia thế nhưng là tao ngộ khuất nhục Lý bà bà, vương gia tam thiếu gia vương văn, thạch vận còn không có rảnh tay thu thập bọn họ. Hiện tại ngược lại là một cái cơ hội có thể cùng nhau giải quyết. Thạch vận đổi lại y phục dạ hành, hướng phía vương gia tiến đến. Đại khái thời gian một nén nhang, thạch vận liền đã chạy tới vương gia. Hắn người mặc y phục dạ hành, che mặt, trên đường đi thế mà gặp rất nhiều người. Những người này xem xét thạch vận cách ăn mặc này, lập tức liền lẫn mất xa xa. Thạch vận cũng rất bất đắc dĩ, hắn chân này què. Tốc độ cũng không nhanh, cái này đi đường hoàn toàn chính xác chậm một chút, không có khả năng không bị những người khác phát hiện. Đến vương gia bên ngoài, Thạch Phận phát hiện một nan đề, hắn vào không được a, vương gia đều là đại viện tường cao. Cái kia tường viện rất cao, Thạch Phận làm sao leo đi lên? Thạch Phận vây quanh vương gia bốn chỗ xem xét, cửa sau đóng chặt, căn bản là mở không ra. Duy nhất cửa vào, kỳ thật chính là cửa lớn, chỉ là, hắn là ám sát, trực tiếp đi cửa lớn thôi, ma môn làm việc bá đạo ta coi như một lần người của ma môn đi thạch phận dứt khoát nghênh ngang hướng thẳng đến vương gia cửa lớn đi đến vương gia cửa lớn tự nhiên có hạ nhân gác đêm hơn nữa còn có hai người hai người này nhìn thấy thạch phận giả dạng lập tức biến sắc là ai ma môn làm việc vù vù thạch phận đưa tay chính là hai cái phi đao phốc phốc phi đao đâm vào hai người đùi a à lập tức hai người tiếng kêu thảm thiết đau đớn thạch phận không có giết bọn hắn hắn chính là muốn cho hai người náo ra động tĩnh lớn cứ như vậy mới có thể dẫn xuất người của vương gia thậm chí dẫn xuất gia chủ vương gia bằng không mà nói to như vậy một cái vương gia gian phòng cũng không biết có bao nhiêu thạch vận dù là bức hiếp vương gia hạ nhân dẫn hắn đi tìm gia chủ vương gia nhưng thạch vận què lấy chân hành động bất tiện phải bao lâu mới có thể tìm được gia chủ vương gia dứt khoát liền dẫn xà xuất động để gia chủ vương gia chính mình đi ra huống chi hắn hiện tại thế nhưng là ma môn người ma môn làm việc luôn luôn cùng vọng bá đạo cái này rất giống ma môn phong cách hành sự thạch vận không có để ý hai người này mà là trực tiếp đi vào vương gia giờ phút này vương gia đèn đuốc sáng trưng có thật nhiều tiếng bước chân hướng phía cửa lớn vọt tới lớn mật người nào đang nháo sự tình gia chủ vương gia trùng hợp ngay tại đại sảnh khoảng cách cửa lớn cũng không xa bởi vậy hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết về sau cũng nhanh bước ra ngoài thạch vận hai mắt tỏa sáng lập tức liền chú ý tới gia chủ vương gia mục tiêu của hắn chính là gia chủ vương gia ma môn làm việc vương lương ngăn ta ma môn đại sự phải giết gia chủ vương gia chính là vương lương khi thạch vận nói ra là ma môn thân phận lúc lập tức vương lương trên mặt có một tia kinh sợ sau một khắc thạch vận vung đột nhiên hất lên hưu 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 thạch vận một hơi năm đao trên dưới toàn phương vị bao phủ lại vương lương hắn phi đao lệ vô hư phát một khi bay ra nhất định giết người sưu sưu đột nhiên vương lương sau lưng đột nhiên thoát ra hai bóng người hai bóng người này lập tức xuất thủ một người cầm đao một người hai tay có thiết hoàn trực tiếp ngăn tại vương lương trước người Đem Thạch Vận phi đao đánh rơi, đinh đinh đang đang, Thạch Vận phi đao đều bị đánh rơi, không có thương tổn đến Vương Lương, Thạch Vận còn mắt khẽ híp một cái, hắn biết, hai người này chính là Vương Lương cung cấp nuôi dưỡng hai tên đồng bì cảnh võ giả, hắn là Kim Chỉ môn Thạch Vận, không phải ma môn võ giả. Lúc này, từ trong đám người truyền ra một thanh âm, Thạch Vận ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thấy được người nói chuyện, Vương Văn, Vương gia Tam thiếu gia, hay là Thạch Vận người quen, đồng dạng lên Thạch Vận tất sát danh sách. Thạch Vận vốn định giả mạo ma môn võ giả, không nghĩ tới vừa mới tiến vương gia, liền bị tiết lộ thân phận. Cha, người này chính là Thạch Vận, ta sẽ không nhận lầm. Vương Văn chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí rất kiên định. Hắn kỳ thật đã sớm đang chăm chú Thạch Vận. Dù sao, hắn cùng Thạch Vận là có khúc mắc. Thạch Vận một đối một giết phong thiên chính, cái này khiến Vương Văn có một tia cảm giác nguy cơ. Bởi vậy, hắn đối với Thạch Vận hiểu rất rõ. Trước mắt người áo đen này, què chân, phi đao, những đặc thù này đơn giản quá rõ ràng chính là thạch vận thật can đảm thạch vận ngươi lại dám ngụy trang thành ma môn võ giả cũng tốt hiện tại giết ngươi vừa vặn ngồi vững kim chỉ môn cấu kết ma môn chi tội hai vị cung phụ giết hắn vương lương cũng là mặt mũi tràn đầy sát ý hắn cũng không hỏi thạch vận đến cùng là vì cái gì đến hắn vương ra hơn nữa còn xuất thủ đả thương người vậy hắn cũng sẽ không cần khách khí hai tên đồng bì cảnh võ giả cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiếp tục cấp tốc hướng phía thạch vận vọt tới bọn hắn biết thạch vận giết phong thiên chính thân là thạch bì cảnh võ giả ẩn ẩn toàn thân mài ra phi thường khó đối phó thế nhưng là mạnh hơn cũng là thạch bì cảnh võ giả hai người bọn họ thế nhưng là đồng bì cảnh võ giả mà lại thụ thương còn có binh khí thạch vận ra đá có thể ngăn cản không nổi lưỡi dao cơ hồ là trong chớp mắt hai tên đồng bì cảnh võ giả liền lẻn đến thạch vận trước mặt bọn hắn một người cầm đao một người ra quyền tốc độ thật nhanh cơ hồ trong nháy mắt công kích liền rơi xuống thạch vận trên thân bành thiết quyền rơi xuống thạch vận trên thân liền giống như một trận tiếng trống trầm trầm đồng dạng xoẹt đao sắc bén đâm vào thạch vận ngực lại vô luận như thế nào cũng không đâm vào được ngươi trong lòng hai người khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn thế nhưng là đồng bì cảnh võ giả a à, không phải phong thiên chính như thế thiết bì cảnh võ giả mà lại còn có binh khí nơi tay làm sao lại ngay cả thạch vận làn ra đều không phá nổi chẳng lẽ ngươi là thiết bì cảnh hai người lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng thiết bì cảnh toàn thân mài ra thiết bì cảnh đó là chân chính ngoại công võ giả tam trọng lãng thạch vận thể nội khí huyết như rực không ngừng tại thể nội lao nhanh cơ bắp lực lượng tức thì bị điều động lập tức ngưng tụ tại trên hai tay thạch vận đột nhiên chỗ sâu ngón tay hướng phía hai người một chỉ điểm ra phốc phốc khoảng cách gần như thế hai người căn bản là không có biện pháp né tránh thạch vận ngón tay trong nháy mắt đâm vào hai người ánh mắt lập tức hai người con mắt bị đâm bạo máu tươi chảy ngang vù vù hai thanh phi đao theo sát phía sau trong nháy mắt đâm vào hai người trên yết hầu, trong lúc nhất thời, hai người toàn thân chấn động, bịch, hai tên đồng bì cảnh võ giả cứ như vậy ngã trên mặt đất, quá yếu. Cái gọi là đồng bì cảnh, nếu như không phải toàn thân mài da, kỳ thật cùng thiết bì cảnh cũng không nhiều lắm khác biệt. Những này ngoại công võ giả, chính mình đem chính mình đã luyện thành ra giòn võ giả. Thạch vận lắc đầu, khó trách nội gia quyền võ giả chướng mắt ngoại công võ giả. Liên hiện tại những này ngoại công võ giả, từng cái đem chính mình đã luyện thành ra giòn võ giả, nội gia quyền võ giả thì như thế nào coi trọng dù sao nội gia quyền võ giả đây chính là toàn phương vị tăng lên cho dù là nội gia quyền tam lưu võ giả tố chất thân thể đều là tăng lên trên mọi phương diện chân chính đánh nhau những này ra giòn võ giả liền xem như đồng bì cảnh chỉ sợ cũng không có tác dụng gì thậm chí ngược lại sẽ bị giết nhìn thấy thạch vận liền nhưng dễ dàng như thế liền giải quyết hai tên đồng bì cảnh võ giả vương lương trong lòng kinh hãi bắn bắn cho ta chết hắn vương lương lập tức hạ lệnh vương gia chính là hào cường tự nhiên nuôi dưỡng một chút cung tiễn thủ. Bởi vậy, Thạch Vận hiện tại liền gặp phải hơn 10 người cung tiễn thủ. Hưu hưu hưu, lập tức, đầy trời mưa tên rơi xuống. Nếu như là mặt khác một chút đồng bì cảnh ra giòn võ giả, vậy khẳng định bị mưa tên cho bắn chết. Những này cung tiễn thủ nhưng so sánh ra giòn võ giả mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, Thạch Vận không phải ra giòn võ giả, hắn là chân chính ngoại công võ giả. Chân chính ngoại công võ giả, cường hãn nhất địa phương chính là phòng ngự. Nhất là một khi thành thiết bì cảnh, vậy liền thật là đau thương bất nhập không có chút nào nhược điểm thạch vận đứng tại chỗ không nhúc nhích mặc cho mưa tên rơi vào trên người hắn thế nhưng là những mũi tên này rơi ở trên thân thạch vận lúc liền phẳng phất rơi vào trên một bức tường giống như mũi tên bị nhao nhao bắn ra rơi trên mặt đất thấy cảnh này tất cả mọi người như là gặp quỷ giống như mở to hai mắt nhìn cái này cái này sao có thể đau thương bất nhập đây là đau thương bất nhập a à. hắn chỉ là một cái ngoại công võ giả làm sao lại mạnh như vậy đã cực kỳ lâu đều không có xuất hiện qua chân chính ngoại công võ giả. Dù là lúc trước La Kim, hoành hành liễu thành lúc, kỳ thật cũng không có hoàn toàn toàn thân mài ra. Chờ đến toàn thân mài ra lúc, La Kim liền cơ hồ rất ít xuất thủ. Những người khác tự nhiên không biết toàn thân mài ra chân chính ngoại công võ giả đến cỡ nào cường hãn, cho nên hiện tại bọn hắn rất khiếp sợ. Thạch vận liền tựa như một con quái vật đồng dạng, đau thương bất nhập, ngay cả mũi tên đều bắn không chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Thạch vận nhìn trước mắt hốt hoảng đám người, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười mạnh rất mạnh hắn hiện tại thật cảm giác rất cường đại thậm chí nhiệt huyết sôi trào đây mới là võ giả đây mới là hắn tưởng tượng ở trong võ giả mà không phải những cái kia ra giòn võ giả hắn chỉ có một người nhưng lại có thể để mấy trăm người vương ra sợ hãi trốn mau trốn vương lương trong lòng căng thẳng gần như không giả suy tư lập tức xoay người chạy thạch vận khoảng cách vương lương còn cách một đoạn nếu như là mặt khác ngoại công võ giả cho dù là chân chính ngoại công võ giả kỳ thật tốc độ cũng không nhất định có bao nhanh khoảng cách xa như vậy vương lương khẳng định liền chạy thế nhưng là thạch vận cũng không phải bình thường võ giả hắn còn có phi đao thuật vương lương vừa chạy đối với thạch vận tới nói căn bản cũng không thành vấn đề hưu sau một khắc thạch vận tay phải hất lên lập tức một đạo bạch quang lóe lên liền biến mất phốc phốc vương lương toàn thân chấn động hắn không có tiếp tục chạy tại trên cổ của hắn đâm vào một thanh phi đao bịch vương lương chết rồi vương gia lập tức hỗn loạn tương bừng những cái kia hộ viện càng là giải tán lập tức điên cuồng đảo mệnh vương văn sắc mặt tái nhợt hắn muốn chạy trốn thế nhưng là hắn biết trốn không thoát hắn nhìn chòng chọc vào thạch vận âm thanh run rẩy nói thạch vận ngươi giết ta ngươi cũng trốn không thoát thân phận của ngươi bây giờ toàn bộ vương gia đều biết ngươi giết ta ngươi cũng sẽ chết thạch vận từng bước một đi tới vương văn trước mặt từ tốn nói ta là ma môn võ giả cùng thạch vận có liên can gì phốc phốc thạch vận một đao đâm vào vương văn trái tim vương văn mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt phảng phất còn có một tia không cam lòng thạch vận một thanh ném xuống vương văn thi thể mang ta đi lý bà bà gian phòng thạch vận bắt lấy một tên vương gia hạ nhân dẫn đường rất nhanh thạch vận liền đi tới lý bà bà gian phòng lý bà bà đang ngủ thạch vận cũng lười nói cái gì trực tiếp hai cái phi đao kết quả lý bà bà thạch vận không coi ai ra gì đi tại vương gia trong đại viện thời khắc này vương gia đại viện đã không gì sánh được hỗn loạn khắp nơi đều là tiếng thét chói tai rất nhiều người nhìn thấy Thạch Vận càng là toàn thân run lẩy bẩy, không có bất kỳ một người nào dám lên trước. Cho dù là những võ giả kia cũng giống như vậy. Thạch Vận khẽ lắc đầu, hắn vốn cho là còn có một trận đại chiến, chỉ là không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Những này ra dòn võ giả đơn giản quá yếu, hiện tại thậm chí kết nối lại trước dũng khí đều không có. Vương Lương còn có mặt khác nhi tử, thế nhưng là Thạch Vận cũng lười để ý tới, giết Vương Văn đầy đủ, về phần còn lại liền giao cho Trần Quang. Hắn tin tưởng trần quang nhất định có thủ đoạn thu phục vương gia. nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần giải quyết vương lương là đủ thế là thạch phận khập khiễng từ từ hướng phía ngoài cửa đi đến đi đến chỗ cửa lớn thạch phận quay đầu lại nhìn qua những cái kia ánh mắt hoảng sợ bình tĩnh nói nhớ kỹ hôm nay là ma môn làm việc sau đó thạch phận liền xoay người rời đi mặc kệ những người này có thể hay không lộ ra thân phận của hắn kỳ thật đều không có bất kỳ chỗ dùng nào chỉ cần trần quang còn muốn dùng hắn cái kia vương ra sự tình liền nhất định là ma môn võ giả làm không có quan hệ gì với thạch vận đây mới thật sự là võ giả a à, lấy một địch trăm thạch vận nhìn xem mấy trăm tên vương gia hạ nhân núp ở vương gia đại viện sợ hãi nhìn xem thạch vận mà không dám động thủ thạch vận liền cảm thấy trong lòng không gì sánh được thoải mái chắc hẳn lúc trước la kim cũng là dạng này lấy sức một mình chấn toàn bộ liễu thành vòng võ đạo câm như hến đây mới là võ giả chân chính phong thái rất nhanh thạch vận thân ảnh tiềm nhập bóng đêm biến mất không thấy bóng dáng mà người của vương gia nhất định sẽ một đêm không ngủ vừa dạng sáng ngày thứ hai vương gia liền đi tới nha môn lên án các ngươi nói hôm qua thạch phận giả trang ma môn võ giả giết vương lương cùng vương văn nhìn trước mắt quỳ trên mặt đất không ngừng lên án thạch phận tội ác vương gia tử đệ trần quang trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang hắn không nghĩ tới thạch phận hành động thế mà nhanh như vậy mà lại hành động như thế quả quyết một đêm liền giải quyết vương gia đúng thạch phận giả trang ma môn võ giả vương gia tử đệ còn tại lên án nhưng trần quang tâm tư lại đã sớm không tại vương gia tử đệ trên thân hắn đương nhiên sẽ không trị thạch phận tội ngược lại là ánh mắt càng ngày càng sáng nhìn xem vương gia tử đệ vương lương chết rồi hắn thu thập những này vương gia tử đệ đơn giản không cần tốn nhiều sức hắn có là biện pháp để người của vương gia để cho hắn sử dụng chờ qua mấy canh giờ trần quang trấn an được vương gia tử đệ sau đó vương gia tử đệ rời đi thạch phận ra đi trần quang từ tốn nói sau đó thạch phận thân ảnh liền từ phòng khách phía sau đi ra nguyên lai hắn vẫn luôn ở phòng khách chỉ là thạch phận trước đó cũng không nói gì để trần quang chờ đợi thẳng đến vương gia tử đệ đến đây trần quang mới biết được thạch phận đã làm chuyện gì rất tốt thạch phận ngươi làm phi thường tốt trần quang rất hài lòng thạch phận cây đao này hoàn toàn chính xác đủ sắc bén mà lại đáng quý chính là thạch phận nguyện ý vì hắn sử dụng đây là trước mắt trần quang thiếu sót nhất đồ vật kim phúc cùng kim chỉ môn không sao ngươi bây giờ cầm ta lệnh bài có thể đi liễu thành nhà tù tiếp về kim phúc cả đám người. Bất quá, ngươi chớ có quên, ngươi là bản quan đao trong tay. Bản quan nếu có cần, bất cứ lúc nào cũng sẽ chịu hoán. Ta tự nhiên minh bạch, tạ ơn đại nhân, thạch vận cung kính hành lễ, sau đó liền quay người rời đi. Thạch vận không có lập tức đi nhà giam, mà là đi một chuyến kim chỉ môn, tìm hạ hà, hà lãnh nguyệt bọn người. Để kim chỉ môn còn lại các đệ tử, cùng đi đại lao đem kim phúc cho tiếp trở về. Hạ hà bọn người tự nhiên không gì sánh được hưng phấn, thậm chí đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Vận dùng biện pháp gì để Trần Quang bỏ qua cho Kim Chỉ Môn bọn người? Chỉ là, Thạch Vận không nói, bọn hắn tự nhiên cũng không rõ ràng, liễu thành đại lao. Kim Phúc cùng Kim Chỉ Môn bị giam giữ cả đám người, giờ phút này đều là ủ rũ. Cơ hồ tất cả mọi người là ý chí tinh thần xa sút ngay cả tinh khí thần cũng không có. Bởi vì, bọn hắn đã biết, bọn hắn sẽ tại vài ngày sau bị hỏi chém. Mặc cho ai biết mình vài ngày sau liền sẽ chết đi, tinh khí thần cũng không tốt đến đến nơi đâu. Cho dù là Kim Phúc cũng giống như vậy, Bất quá, Kim Phúc càng lo lắng chính là Kim Chỉ Môn. Ai, lão phu cả đời tâm huyết, chính là muốn trọng trấn Kim Chỉ Môn, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, thậm chí, Kim Chỉ Môn rất có thể sẽ hủy ở trong tay của lão phu. La Kim, Kim Phúc cắn răng, nhưng thần sắc cũng rất phức tạp. La Kim là hắn một tay nhận nuôi, một tay truyền nó võ công, thậm chí đem nó trở thành truyền nhân y bát, nhưng bây giờ thì sao? La Kim thế mà phản bội hắn, thậm chí còn liên lụy Kim Chỉ Môn hắn chết không tính là gì nhưng kim chỉ môn nếu là vì vậy mà hủy hắn chính là kim chỉ môn tội nhân thế nhưng là vô luận kim phúc làm sao tự trách cũng không có bất cứ tác dụng gì hắn biết ai cũng cứu không được hắn đúng lúc này đại lao truyền ra ngoài tới tiếng bước chân dày đặc tiếng bước chân đến kim phúc chỗ nhà tù vị trí ngừng lại không có bất kỳ thanh âm gì sư phụ đúng lúc này kim phúc toàn thân chấn động hắn nghe được một trận thanh âm quen thuộc kim phúc ngẩng đầu lên hắn thấy được thạch vận hà lãnh nguyệt hạ hà các loại đệ tử các ngươi đã tới tốt tới cũng tốt cũng coi là đưa vi sư cuối cùng đoạn đường đi thạch vận khó khăn cho ngươi kim phúc thở dài một tiếng hắn biết cái này hơn phân nửa là trần quang để kim chỉ môn người đến xem hắn một lần cuối cho dù là dạng này đoán chừng đều để thạch vận hao tốn cái giá rất lớn kim phúc rất rõ ràng hiện tại toàn bộ kim chỉ môn cơ hồ đều là thạch vận chống đỡ lấy đúng rồi từ hôm nay trở đi vi sư liền đem kim chỉ môn võ quán quán chủ vị trí truyền cho thạch vận sau này thạch vận chính là kim chỉ môn mới quán chủ kim phúc tựa hồ cũng sớm đã có quyết định bởi vậy trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố nhìn xem kim phúc một bộ bàn giao di ngôn bộ dáng thạch vận khẽ mỉm cười nói sư phụ người quán chủ này hay là ngài tiếp lấy khi đi chúng ta hôm nay đến là tiếp sư phụ ra ngoài thạch vận vung tay lên ngục tốt vội vàng mở ra nhà tù cửa lớn tiếp ta ra ngục không phải vài ngày sau hỏi chém sao kim phúc có chút mộng hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng thậm chí di ngôn đều bàn giao bây giờ lại muốn ra ngục, không cần chết. Sư phụ, thạch vận sư đệ đã thuyết phục Trần Đại Nhân, hiện tại thả ngài cùng các vị sư huynh ra ngục. La Kim là La Kim, Kim chỉ môn là Kim chỉ môn. La Kim sự tình, không cần liên lụy đến Kim chỉ môn trên thân. Cho nên, ngài có thể xuất ngục, hạ hà cười giải thích nói. Lập tức, mặt khác trong phòng giam người cũng đều kích động. Bọn hắn đều là Kim chỉ môn đệ tử, hiện tại lập tức không cần chết. Trong lòng làm sao không kích động, thạch vận, là thế này phải không? Kim Phúc Hồ nghi hỏi. Thạch Vận gật đầu nói, không sai biệt lắm liền ý tứ này, ngài có thể trở về Kim Chỉ Môn. Nhà tù đại môn mở ra, Kim Phúc hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát đi ra đại lao. Rất nhanh, một đoàn người đi ra nhà tù, hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ. Kim Phúc thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta còn có thể đi ra. Kim Phúc lại sâu sắc nhìn thoáng qua Thạch Vận, muốn nói lại thôi. Hắn biết, đừng nhìn Thạch Vận nói đến nhẹ nhõm. Nhưng Trần Quang há lại sẽ tùy tiện thả Kim chỉ môn người. Ở trong đó, nhất định có không làm thường nhân biết bí ẩn bất quá bây giờ không phải là nói mấy cái này sự tình thời điểm kim phúc bức thiết muốn trở lại kim chỉ môn thạch vận đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tự cường hội người đều kéo lấy xe ngựa mà tới để kim phúc bọn người ngồi vào xe ngựa chậm rãi từ từ về tới kim chỉ môn trở lại kim chỉ môn kim phúc bọn người lại tắm rửa thay quần áo hao tốn một thời gian thật dài chờ đến lúc chạng vạng tối mọi người mới xem như triệt để bình tĩnh lại kim phúc nhìn thoáng qua trong đại sảnh đứng đấy đệ tử chỉ còn lại nhiều như vậy a à, lúc trước kim chỉ môn cỡ nào huy hoàng cường thịnh thế nhưng là hiện tại cũng chỉ còn lại có không đến 20 người ngay cả lúc trước một phần ba số lượng đều không có thạch vận cũng nhìn thấy đông đảo kim chỉ môn đệ tử trong đó đại bộ phận đều là từ trong phòng giam thả ra những cái kia thiết bị cảnh võ giả thế nhưng là lại thiếu một cái thiết bị cảnh võ giả triệu khuê kim chỉ môn cửu sư huynh bây giờ cũng rốt cuộc không về được bởi vì triệu khuê đã chết bị la kim giết chết thạch vận con mắt khẽ híp một cái trong lòng lại ẩn 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 giấu một tia sát cơ triệu khuê đối với hắn chiếu cố có thừa lại bị la kim giết điểm này thạch vận vô luận như thế nào đều không thể tha thứ các ngươi đều mệt mỏi đi về nghỉ ngơi trước đi có chuyện gì ngày mai lại nói kim phúc phất phất tay đông đảo đệ tử cũng đều nhao nhao rời đi kim chỉ môn bọn hắn cấp thiết muốn muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc toàn bộ kim chỉ môn cũng chỉ còn lại có thạch vận cùng kim phúc hai người thạch vận không hề rời đi hắn biết Kim Phúc nhất định có thật nhiều sự tình còn muốn hỏi, Đồng Dạng, Thạch Vận cũng có một chút sự tình muốn hỏi thăm Kim Phúc. Thạch Vận đi vào nói đi. Kim Phúc mang theo Thạch Vận đi vào phòng, vừa mới đi vào phòng, Kim Phúc lại đột nhiên quay người lại, ngón tay hướng phía Thạch Vận trên thân một chút, bành, một cỗ đại lực trong nháy mắt rơi xuống Thạch Vận trên thân, lập tức Thạch Vận cảm giác toàn thân chấn động, rất đau, thậm chí ngay cả thiết bị cảnh màng da đều ẩn ẩn không chịu nổi bị xé nứt, thậm chí nguồn lực lượng này lại lớn một chút liền có thể xuyên thủng lớp da hắn. đây quả thực so vương lương cung phụng hai tên đồng bì cảnh võ giả phải cường đại nhiều lắm, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. hai người kia ngay cả thạch vận màng da đều không phá nổi. sư phụ thạch vận ngẩng đầu lên, xuất thủ là sư phụ kim phúc. bất quá kim phúc lập tức liền thu tay lại. hắn trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ chấn động, nhưng lập tức lại biến mất. quả nhiên ngươi cũng là toàn thân mài da, đi lên chân chính ngoại công võ giả chi lộ, mà lại ngươi hoàn thành thiết bị cảnh võ giả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là lúc trước La Kim, cũng không có người như vậy kinh tài tuyệt diễm nguyên lai like vừa rồi Kim Phúc vẻn vẹn chỉ là thăm dò thôi. Lập tức liền thử đi ra, thạch phận toàn thân mài ra, đi lên chân chính ngoại công võ giả chi lộ. Hảo hảo nói một chút đi, ngươi đi như thế nào bên trên chân chính ngoại công võ giả chi lộ. Lúc trước ngươi tại thạch bì cảnh lúc, tiến cảnh nhưng không có nhanh như vậy. Kim Phúc hồ nghi hỏi, thạch phận cũng đã sớm có chuẩn bị. Phá cảnh quang hoàn, thạch phận tự nhiên không thể nói. Bất quá, Vạn tượng cao sự tình lại có thể lộ ra, bởi vì căn bản cũng không gạt được. Sư phụ, ta dùng vạn tượng cao thạch vận một năm một mười, đem sử dụng vạn tượng cao sự tình nói ra, cái này khiến Kim Phúc rất khiếp sợ. Vạn tượng cao a, đây chính là Tam Thánh giáo độc môn bí dược, nghe nói cũng cùng ma môn thoát không được quan hệ, mà lại vạn tượng cao đích thật là ngoại công võ giả tuyệt hảo bí dược, chỉ là một khi sử dụng vạn tượng cao, đột phá cảnh giới sẽ rất khó khăn. Kim Phúc lại nhìn một chút thạch vận. Tựa hồ căn bản không có nhận bình cảnh gông cùm xiềng xích, hiển nhiên Thạch Vận sử dụng vạn tượng cao có thể rút ngắn thật nhiều mài ra thời gian, nhưng lại hoàn toàn không nhận vạn tượng cao ảnh hưởng, có thể đánh vỡ bình cảnh. Đây chính là Thạch Vận đặc thù thiên phú, ai cũng hâm mộ không tới, cũng chỉ có dạng này Thạch Vận mới có thể toàn thân mài ra, thậm chí đi đến hôm nay cái này tình trạng tốt, tốt vô cùng, ngươi toàn thân mài ra, đây mới thực sự là ngoại công võ giả. Trước kia chân chính ngoại công võ giả nơi nào sẽ so nội gia quyền võ giả kém. Cũng chính là chúng ta những này luyện không trọn vẹn ngoại công võ giả mới kém xa tích tắp nội gia quyền võ giả. Nhưng trên thực tế, chúng ta loại võ giả như này, chỗ nào còn tính là võ giả. Kim Phúc cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, thạch vận tự nhiên biết ra giòn võ giả bi ai. Bởi vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì, Kim Phúc dù là bây giờ muốn một lần nữa toàn thân mài ra, cũng không kịp. Dù sao, tuổi tác quá lớn, đúng rồi thạch vận, ngươi dùng cái gì thuyết phục Trần Quang. Muốn để Trần Quang Buông tha Kim Chỉ môn, chỉ sợ bỏ ra hàng lớn đại giới a, ngươi không cần giấu giếm vi sư, nói thật ra, Kim Phúc câu chuyện nhất truyền, thân sắc cũng lập tức trở nên nghiêm túc, hắn cũng không có dễ gạt như vậy, muốn cho Trần Quang Buông tha Kim Chỉ môn, cái kia nhất định là bỏ ra không biết bao lớn đại giới. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch, cảm ơn mọi người nhiều nha.